Các bạn đang nghe truyện tất cả đệ tử của ta đều có tư chất đại đế trên kênh TV Audio CV. Chương 599, kẻ đầu hàng không vết. Minh Hoàng vực ở giới vực vĩ độ thấp xem như là một giới vực đỉnh cấp chỉ ở sau vô biên giới vực. Ý tưởng của Hồng Anh đó là bắt đầu chiếm lĩnh từ giới vực mạnh đến giới vực sau những giới vực cấp thấp sẽ giao cho những người khác ở đế quốc chiếm lĩnh. Kết cấu của Minh Hoàng vực lại cực kỳ phức tạp bất đồng với vô biên giới vực do vô biên hoàng triều một tay khống chế. Minh Hoàng vực có bốn tông môn lớn, bốn tông môn lớn phân biệt khống chế bốn phương địa giới đông nam tây bắc. Là Đông Hoàng tông, Nam Hoàng tông, Bắc Hoàng tông, Tây Hoàng tông. Tương truyền bốn tông này ở thời kỳ thượng cổ là một tông môn. Nhưng mặc kệ như thế nào, mỗi một tông đều có hai cường giả đế cảnh, tám gã cả cường giả đế cảnh ở giới vực Vĩ Độ Thấp đã xem như lực lượng chỉ đứng sau vô biên giới vực hôm nay minh hoàng vực trông có vẻ gió êm sóng lặng nhưng đệ tử thân truyền tông chủ trưởng lão bốn tông đều dốc toàn bộ lực lượng xuất hiện ở không trung giao giới bốn tông có một đạo cái khe đang chậm rãi mở rộng từ bên trong có tinh thần chi ý tràn ra tông chủ đông hoàng tông cười nói xem ra là bí cảnh sắp xuất thế cũng không biết bên trong đó có bảo vật gì đây tông chủ tây hoàng cười lạnh một tiếng nói mặc kệ như thế nào cũng không có liên quan gì tới đông hoàng tông các ngươi đi lần trước bí cảnh mở ra là đông hoàng tông các ngươi độc chiếm hết tông chủ bắt hoàng tông cùng với tây hoàng tông gật đầu tông chủ đông hoàng tông thấy cảnh này mà lòng trở nên âm trầm nhưng ngoài mặt vẫn cười nói đó là tự nhiên lần này ta chỉ đến xem để các đệ tử trong tông môn uống miếng canh kiến thức một chút hy vọng như thế hiển nhiên quan hệ giữa bốn tông môn lớn nhất giới vực này cũng không hòa thuận tông nào cũng muốn chiếm lĩnh ba tông còn lại tồn tại đứng đầu tồn tại duy nhất ở Minh Hoàng Vực, thế mà trong khoảnh khắc này ở trên không trung Minh Hoàng Vực đột nhiên có giống như mây đen buông xuống, cả mặt trời đều như bị mây đen che đậy, tông chủ Hoàng Tông đều nhìn về phía không trung, sắc mặt hơi đổi. Bởi vì trên không cũng không có mây đen gì. Cũng không phải thiên địa dị tượng xuất hiện do bí cảnh sắp sửa mở ra, mà là một đám người đen nghìn nghịch. Gần như che kín cả không trung, hoàn toàn ngăn cản ánh mặt trời, không lộ ra chút nào, tông chủ tứ tông đều nhanh chóng bay lên cao, nhìn đội quân khoác áo giáp hoàng kim trước mắt mà sắc mặt ngưng trọng. Quân đội này có thực lực cực kỳ cường đại, dù cho bốn tông bọn họ cộng lại cũng không cách nào hội tụ được một đội quân cường đại thế này, tông chủ đông hoàng chấp tay, cất cao giọng nói không biết thế lực phương nào ghé thăm minh hoàng vực chúng ta, mong rằng ra gặp. Lúc này, Hồng Anh giống như chiến thần từ trên cao buông xuống, thạch sinh, ninh trần tâm theo phía sau nàng trường hợp này vốn cũng không cần mấy người Hồng Anh tự mình ra tay. Nhưng mà Hồng Anh cần phải chiếm lĩnh hết toàn bộ giới vực vĩ độ thấp. Như vậy cần cao điệu bày ra thực lực của chính mình mới có thể làm các giới vực khác hoàn toàn phục tùng, nhìn thấy bóng dáng mấy người Hồng Anh. Tông chủ Đông Hoàng Tông nhớ mày, hỏi không biết các ngươi là thế lực phương nào, tới minh hoàng vực chúng ta có chuyện gì, Hồng Anh thân khoác đế bào, cầm luôn hồi thương trong tay nhà nhạc nói trường sinh giới, vân hoàng đế quốc. Trường sinh giới, vân hoàng đế quốc đây là giới vực nào là thế lực nào chứ bốn tông chủ đều ngẩn ra đối với minh hoàng vực mà nói bọn họ có nghe thấy các giới vực hàng đầu ở vĩ độ thấp nhưng lại chưa từng nghe nói tới trường sinh giới điều này đại biểu cho trường sinh giới chỉ là một giới vực trung hạ đẳng còn thượng giới sao bốn tên tông chủ đều không có nghĩ tới chuyện này vì sao phải tới minh hoàng vực bọn họ đây nếu chỉ là thế lực ở giới vực trung hạ đẳng thì bọn họ không cần quá mức với khách khí và cảnh giác chỉ thấy tông chủ tây hoàng tông cười lạnh nói mặc kệ có chuyện gì còn xin nhanh chóng rời đi hiện giờ bốn tông chúng ta đều không có thời gian để ý tới các ngươi thái độ của tông chủ đông hoàng tông cũng hoàn toàn không còn khách khí như trước đó sắc mặt trở nên lãnh đạm hiện tại rời đi có lẽ ta chúng ta còn có thể tha thứ các ngươi vô lễ không có bất kỳ thông báo nào tiến đến minh hoàng vực chúng ta Thấy vậy Hồng Anh cũng không hề nói lời vô nghĩa, lạnh nhạt nói, kẻ đầu hàng không vết. Một cổ đế vương khí che trời lấp đất càng quét cả giới vực. Kẻ đầu hàng không giết sao? Tông chủ bốn tông đều lạnh lùng cười. Với thực lực của các ngươi mà cũng có tư cách để chúng ta đầu hàng, tuy rằng không biết các ngươi có mục đích gì nhưng nói ra lời này cũng đã phán định tử vong của các ngươi. Trước mặt chúng ta chỉ có Vô Biên Hoàng Triều cùng các thế lực ở Vô Biên giới vực mới có tư cách nói ra lời này, các ngươi là thứ gì chứ? nếu đệ tông chủ bốn tông biết thực lực chỉnh thể của vân hoàng đế quốc đã sớm vượt qua vô biên hoàng triều không biết bọn họ sẽ suy nghĩ như thế nào trưởng lão và đệ tử bốn tông nghe lệnh lúc này tông chủ bốn tông đều đồng thời ra lệnh chém giết hết thế lực hạ đẳng xa lạ này không lưu một tên lúc này trưởng lão bốn tông cùng với đệ tử thân truyền đều phóng về phía vân hoàng đế quốc trong đó nhóm trưởng lão bốn tông đều là cường giả đế cảnh trung kỳ bọn họ đi tới trước mặt Hồng Anh cùng mấy người thảo đường. Hồng Anh nhàn nhạt nói, giết, ngay sau đó tay cầm luân hồi thương làm đầu tàu vọt về phía một tên đại trưởng lão, luân hồi chi ý giống như mặt trời chói chang đương không, thạch sinh thì vung minh hoàng huyền phủ, tinh thần chi lực toàn thân sôi trào lan ra khắp không trung. Trên không xuất hiện hai viên sao trời rực rỡ lấp lánh, ninh trần tâm phóng xuất cửu tự chân ngôn. Thần tướng tay cầm kim lân thần thương thần tướng do chính cổ tự hóa thân thành thần huy lóng lánh khắp khu vực thánh quang màu trắng buông xuống bao phủ thần tướng bên trong trông giống như thần tích buông xuống thế gian này thực lực của ba người đã bùng nổ bốn tên đại trưởng lão đế cảnh trung kỳ đều biến sắc đồng thời tông chủ bốn tông nháy mắt cũng cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm thậm chí còn để cho bọn họ ngửi được hơi thở tử vong phóng thích hơi thở liền có thể khiến cho bọn họ có loại cảm giác này đối phương tuyệt đối không bình thường tông chủ đông hoàng tông lập tức nói sự tình không đúng đồng loạt ra tay tông chủ ba tông còn lại đều ngưng trọng gật gật đầu lúc này bọn họ cực kỳ đoàn kết khi đối mặt với ngoại địch dù ngày thường quan hệ có không tốt thế nào thế như nước với lửa cũng sẽ vì địch nhân chung mà biến thành huynh đệ nhưng dù có thêm bốn tên tông chủ đế cảnh ra tay thì có làm sao với cảnh giới hiện giờ của ba người hồng anh gặp cường giả địa tiên cảnh Ba người đều có thể đủ liên thủ đối kháng, chỉ trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủi mà bốn tên đại trưởng lão cùng bốn tên tông chủ đã hóa thành thi thể không còn sinh cơ từ trên không trung rơi xuống. Hồng Anh cầm trường thương chỉ thẳng về phía trước. Cao giọng quát, kẻ đầu hàng không giết. Minh Hoàng vực có tám cường giả đế cảnh, thế mà lại không tiếp nổi một chiêu của ba người trên bầu trời. Trực tiếp ngã xuống đệ tử thân truyền của bốn tông cùng với các trưởng lão đều đình chỉ tranh phong với đội quân vân hoàng đế quốc sắc mặt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn thấy tám thi thể rơi xuống phải biết rằng tám thi thể đại biểu cho chiến lược đỉnh cấp của minh hoàng vực nha giờ phút này hồng anh tay cầm luân hồi thương lơ lửng trên không trung một thân đế bào có hoa văn đỏ hồng không gió ma bay phất phới đế vương khí hiển lộ giờ phút này hồng anh giống như thiên đế hạ phàm để người không có bất kỳ tâm tư phản kháng kẻ đầu hàng không giết câu này truyền khắp toàn bộ minh hoàng vực truyền vào trong tay tất cả người tu đạo đệ tử thân truyền cùng với các vị trưởng lão đều nhìn nhau mất đi người tâm phúc nên bọn họ sợ hãi và không biết phải làm sao lúc này một trưởng lão đông hoàng tông đột nhiên thở dài nói cựu hoàng đã qua tân hoàng đã lập dứt lời liền quỳ xuống chắp tay hướng về phía hồng anh nói đông hoàng tông thần phục người này là nhị trưởng lão đông hoàng tông tu vi đạt tới nửa bước đế cảnh chỉ đứng sau tông chủ cùng với đại trưởng lão hiện giờ hai người mệnh vẫn tự nhiên do hắn tạm quản đông hoàng tông hồng anh thấy thế cực cực đầu nhàn nhạt nói đã như vậy thì sau này đông hoàng tông do ngươi trưởng quản nghe được lời này nhị trưởng lão đông hoàng tông liền cảm thấy vui vẻ có lời của hồng anh kẻ vốn nên tạm tiếp quản như hắn tự nhiên có thể thuận lợi trở thành tông chủ mới của đông hoàng tông tuy rằng tông chủ này chỉ là một khôi lỗi thôi. Hồng Anh làm như vậy tự nhiên là vì muốn cho bọn hắn một quả táo ngọt. Dù sao đã tạo đủ áp lực rồi. Nếu không cho bọn hắn nếm thử ngon ngọt. Vậy thì trong nội tâm cũng sẽ không tán đồng với chuyện vân hoàng đế quốc quản lý giới này. Có người thứ nhất thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, người thứ ba xuất hiện. Huống hồ là khi đã thấy được ngon ngọt rồi. Trưởng lão cùng đệ tử thân truyền bốn tông đều vội vàng quỳ xuống thần phục đến đây minh hoàng vực hoàn toàn bị vân hoàng đế quốc khống chế dù sao thì bốn tông mạnh nhất đã không còn các tông môn chỉ cần cương nhu đồng lòng một chút thì vấn đề cũng không phải quá lớn lúc này nhị trưởng lão đông hoàng tông nịnh nọt cười nói nữ đế bệ hạ ta có một chuyện muốn bẩm báo hồng anh nói nói hôm nay bốn tông chúng ta tụ tập nơi này chính là vì bí cảnh sắp mở ra bí cảnh sao hồng anh gật đầu nói mang chúng ta qua đi tuân lệnh dứt lời hồng anh thạch sinh cùng với ninh trần tâm liền đi theo phía sau nhị trưởng lão đi tới khe hở bí cảnh chính là nơi này ngay sau đó nhị trưởng lão thối lui sang một bên nếu đã thần phục thì chỗ tốt bên trong tự nhiên không có phần bọn họ nữa trừ phi vân hoàng đế quốc chướng mắt khoảnh khắc nhìn đến cái khe thạch sinh đột nhiên sửng sốt từ bên trong có tinh thần chi ý tràn ra hồng anh cũng cười nói sư đệ xem ra vận khí của ngươi không tồi đã tìm được một bí cảnh thích hợp với ngươi thạch sinh gật đầu cười cười ngay sau đó lấy minh hoàng huyền phủ bổ khe không gian rộng ra một màn này khiến người bốn tông đang xem phải choáng váng bọn họ đều chỉ có thể ở chỗ này chờ cái khe tự nhiên mở còn những người trước mắt tiện tay là phá vỡ được rồi nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi khe bí cảnh không gian ở minh hoàng vực này thật sự không có cấp bậc cao. Sau đó thạch sinh trực tiếp tiến vào bên trong khe hấp thu tinh thần chi lực bên trong. Một ít truyền thừa bị vân hoàng đế quốc nạp vào trong túi. Làm quân tư để lúc sau đi thu phục các giới vực khác. Chuyện thu phục minh hoàng vực rất thuận lợi. Thạch sinh cũng hấp thu tất cả tinh thần chi lực bên trong bí cảnh, thực lực lại có sự tịnh tiến. Viên sao trời thứ ba trong tinh không đang điền đã thoáng ẩn thoáng hiện đợi sắp xếp minh hoàng vực ổn thỏa hồng anh liền phái cử thiên bộ cùng với quốc sư phân biệt tiến về một ít giới vực cấp thấp hồng anh trở thành thiên đạo giới này rồi cũng tiếp tục tiến công một phương giới vực cấp cao khác thời gian không cho phép bọn họ chậm rãi giờ phút này ở thánh phù tông giới vực trung vĩ độ một phù sinh đang ở trong đình viện của ba vị thái thượng trưởng lão hắn đứng trước một bàn gỗ tử đàn dài phù bút trong tay phát họa đường nét cuối cùng trên lá bùa phá trận phù cứ vậy mà hoàn thành ba tên thái thượng trưởng lão ở phía sau vừa uống trà vừa nhìn thao tác của một phù sinh cả ba đều không khỏi cảm khái nói tiểu tử này quả thực chính là một phù triện sư trời sinh phá trận phù mà chúng ta nghiên cứu mấy trăm năm dù hiện tại khắc dấu một tấm cũng yêu cầu tốn thời gian mấy chục ngày mà hiện tại tiểu tử một phù sinh này lại chỉ dùng thời gian chưa đến nửa ngày đã có thể khắc dấu ra rồi trưởng lão râu dài cười nói tuy rằng không phải đồ đệ của chúng ta có chút đáng tiếc nhưng mà có khả năng thánh phù tông sẽ được hắn dẫn dắt leo lên một độ cao chưa bao nghĩ tới. Suýt nữa thì quên, thánh phù tổ địa sắp mở ra rồi, để một phù sinh đi thử đi, có lẽ hắn có thể hoàn toàn kích hoạt thánh phù chi linh mà lão tổ tông lưu lại. Ta cũng nghĩ như vậy. Dứt lời, trưởng lão râu dài vẫy vẫy tay, cười nói, "Một phù sinh, ngươi lại đây." Một phù sinh nghe vậy đi lại. "Ngươi có từng nghe nói tới thánh phù tổ địa chưa?" Một phù sinh gật gật đầu dựa theo tính cách của hắn nếu tới nơi nào rồi thì sẽ điều tra tất cả mọi chuyện mọi thứ mà hắn có thể điều tra được không thể điều tra cũng phải tìm cách điều tra cho bằng được thánh phù tổ địa chính là thánh địa của thánh phù tông có thể nói thánh phù tông có thể đạt tới thành tựu như bây giờ trở thành chính thống phù đạo ở giới vực trung vĩ độ phần lớn là nhờ thánh phù tổ địa tương truyền bên trong tổ địa có một đạo phù triện chi linh thánh cấp chỉ cần có thể đạt được nó sẽ có khả năng bước vào cảnh giới mà nhóm phù sư tha thiết ước mơ. Thánh phù sư, nhưng mà chung quy cũng chỉ là mộng tưởng. Nhóm phù sư nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười cười cười. Thánh phù sư chính là cảnh giới đỉnh, dù là tiên phù sư cũng khó có thể tiếp xúc đến. Toàn bộ giới vực trung vĩ độ chưa từng xuất hiện nhận vật cấp độ này. Nhưng nếu như có thể nhận được thánh phù chi linh, chắc chắn phù triện một đạo sẽ tịnh tiến rất nhiều. Ngày mai Thánh phù tổ địa sẽ mở ra, ngươi có muốn đi thử chút không?" Một phù sinh cười nói, "Tự nhiên muốn đi, cơ duyên ở đó mà không nhặt, quá lãng phí nha." Trưởng lão râu dài nghe mà ngạc nhiên, ngay sau đó không nhịn được bật cười nói, "Tiểu tử ngươi khinh thường thánh địa thánh phù tông ta vậy sao? Người khác đều nghĩ sẽ thử thời vận, xem có thể nhận được thánh phù chi linh mà từ khi khai tông tới nay chưa ai đạt được." Đến miệng ngươi lại thành nhặt, một phù sinh cười nói, "Nói đùa thôi mà, ta đi trước chuẩn bị đây ba vị nói xong liền lưu lại phá trận phù rồi biến mất tiểu tử này nha có lòng dạ bực này ngược lại cũng không tồi như vậy mới có thể mang thánh phù tông tiến lên độ cao mới ừ thậm chí còn khả năng tiến về thượng giới nói xong ba tên thái thượng trưởng lão đi đến trước bàn dài trưởng lão râu dài tò mò cầm lấy phá trận phù lên bắt đầu cẩn thận quan sát muốn nhìn xem một phù sinh dùng thời gian chưa tới nửa ngày khắc phù sẽ khắc ra phù triện có trình độ thế nào. Có thể đạt được mấy phần độ hoàn chỉnh của phá trận phù mà bọn họ khắc dấu. Nhưng mà ngay sau đó trưởng lão râu dài bỗng sững sờ. Hai trưởng lão còn lại thấy cảnh này đều cảm thấy có chút khó hiểu. Ngươi làm gì đó? Chẳng lẽ tiểu tử một phù sinh khắc dấu sai lầm sao, hẳn là không thể. Ta nhìn phương thức khắc dấu cùng với hơi thở toát ra không nhận thấy có chỗ sai nha. Một tên danh thái thượng trưởng lão vừa nói vừa cầm lấy phá trận phù từ tay trưởng lão râu dài. Ngay sau đó hắn cũng ngây ngẩn. Ngươi lại làm sao vậy? Rốt cuộc nhìn thấy thứ gì? Ngay sau đó tên thái thượng trưởng lão thứ ba này cũng ngây ngẩn cả người. Sao có thể, độ hoàn chỉnh của phá trận phù này hoàn toàn không có sự chênh lệch với bọn họ, đã tới trình độ hoàn mỹ nhưng mà chỉ bằng vào điểm này lại không đủ để làm cho ba vị thái thượng trưởng lão thánh phù tông có thái độ như vậy. Nói toạc ra là trong trận phù thế mà còn có chỗ huyền diệu khác, giống như vốn chỉ dùng phù triện chi lực tìm được mắt trận sau đó phá. Nhưng phù triện mà một phù sinh khắc dấu không chỉ có tăng mạnh lực lượng phá trận. Bên trong lực lượng phá trận còn gia nhập phù triện thuộc tính lôi xa lạ mang theo tính công kích, như vậy không chỉ có thể giúp phá trận với tốc độ nhanh hơn mà còn hình thành một nhà giam lôi điện, thuận thế bao vây người trong trận pháp, đây. Rốt cuộc là hắn làm như thế nào, phải biết rằng trên cơ sở phù triện đã có mà còn tăng thêm một phù triện mới nữa, độ khó không thua kém sáng tạo ra phù triện mới, ai? Người này không thuộc về địa phương chúng ta, hẳn là nên ở thượng giới. Ha ha, nhưng một phù sinh có đến thượng giới phỏng chừng cũng thuộc về nhóm phù sư thiên tài hàng đầu. Ngày thứ hai thánh phù tổ địa mở ra trước đây thánh phù tông đã sớm đã trải qua từng vòng loại lần lượt đào thải từng đệ tử xuất sắc cuối cùng cũng chỉ còn bốn người phân biệt là đệ tử thần truyền của tông chủ lãnh ngâm thu cùng với ba tên đệ tử thân truyền của trưởng lão sa như tích thẩm tử ngọc và ninh tập bốn tên đệ tử này đều là thiên kiêu hàng đầu của thánh phù tông trong đó ninh tập âm trầm nói còn một người nữa đâu sao mà còn không tới sắc mặt ninh tập cực kỳ khó coi nhìn ra được là hắn đang đè nén lửa giận trong lòng dù sao chỉ có năm danh ngạch tiến vào thánh phù tổ địa đệ đệ hắn cũng chính là ninh triệu vốn nhận được danh ngạch thứ năm ngoại trừ bốn người bọn họ thiên phú của ninh triệu không người nào có thể so được nhưng mà bởi vì một câu của tông chủ liền đưa danh ngạch này cho tên đệ tử tên một phù sinh kia thậm chí còn không cần trải qua khảo hạch từ khi nào mà thánh phù tông chúng ta cũng chơi dạng này không phải ai có thiên phú mạnh hơn thì có trọng lượng hơn sao nhìn vẻ mặt phẫn nộ khó nén của ninh tập xa như tích khuyên nhủ ninh sư đệ nói cẩn thận tông chủ làm như vậy tự nhiên có ý đồ khác huống hồ chuyện đã xảy ra chúng ta không nên nhiều lời nữa thẩm tử ngọc cũng lạnh mặt gật đầu nói không sai đến lúc đó đi vào ngươi liền dùng phù đạo hoàn toàn nghiền áp hắn không phải hả giận sao chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ là lãnh ngâm thu không nói gì nghe này ba người nói mà hắn không khỏi cười khổ lắc lắc đầu chỉ bằng các ngươi mà muốn đối phó yêu nghiệp một phù sinh kia những người khác có khả năng không biết còn hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ tự nhiên biết càng nhiều chuyện hơn phải biết rằng một phù sinh chính là đệ tử được ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời coi trọng tranh giành thu làm đệ tử hơn nữa khi đó một phù sinh còn không có đồng ý dù như thế nhưng ba vị thái thượng trưởng lão vẫn nguyện ý tận tâm tận lực trợ giúp một phù sinh sư tôn cũng từng nói ngươi có thể đắc tội bất kỳ người nào trong tông môn chỉ có một phù sinh là ngươi tuyệt đối không được đắc tội ngược lại phải xưng dựng quan hệ tốt lãnh ngâm thu nghe xong liền biết mình không bằng một phù sinh lúc này một phù sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người ninh tập thấy thế lạnh lùng nói ngươi chính là một phù sinh kia đi một phụ sinh lập tức lắc đầu nói, ta không phải nha, ngươi không phải, Ninh tập xấu hổ cười nói, ngại quá, ta nhận sai người. Nhưng lãnh ngâm thu lại tiến tới cười nói, một huynh tới rồi, vậy chúng ta liền vào trong thôi, tông chủ đã mở tổ địa. Đồng thời chỉ có thể ở bên trong ba ngày, nếu như không có thu hoạch thì nhất định không thể tham lam, nếu không sẽ bị nhốt bên trong đó, chờ 10 năm sau tổ địa mở lần nữa mới có thể ra ngoài. Sau ba ngày tầng bảo hộ biến mất, tổ địa sẽ bắt đầu hấp thu linh khí đến lúc đó e là không chịu nổi một năm ninh tập nghe lãnh ngâm thu nói đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó trợn mắt tức giận nhìn một phù sinh một phù sinh thấy vậy trợn mắt ngược lại tên này là ai nha sao cứ thích phá đám vậy nói không phải một phù sinh là vì sợ thù hận kéo đến trên người hiện tại tốt rồi không những bị hận mà còn bị hận sâu hơn thật phiền toái lãnh ngâm thu cũng thảm không những chưa tạo quan hệ tốt với một phù sinh bước đầu tiên liền thu hoạch một phù sinh ác ý ninh tập nhìn chằm chằm một phù sinh nói đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết ở thánh phù tông thiên phú và thực lực mới là vốn nói chuyện dựa vào bối cảnh chung quy không có bất kỳ tác dụng nói xong liền dẫn đầu đi trước mấy người một phù sinh cũng vội vàng bước theo trước khi tiến vào lãnh ngâm thu liền nói ra nguyên nhân vì sao ninh tập ghi hận một phù sinh một phù sinh gật gật đầu sau đó nói lát nữa ngươi cách ta xa một chút lãnh ngâm thu thánh phù tổ địa chính là thánh địa của thánh phù tông khi năm người một phù sinh bước vào bên trong cả năm người đều có thể cảm giác được thiên địa quy tắc chi lực nơi này nồng đậm hơn bên ngoài mấy lần phù triện được khắc dấu ở chỗ này cũng sẽ cường đại hơn phù triện khắc dấu bên ngoài nhiều phạm vi của thánh phù tổ địa cũng cực kỳ nhỏ đơn giản mà nói chính là tổ tự ở phía trước năm người có đặt một thạch điêu lão giả trước thạch điêu có ba cái thạch đài thạch đài bên phải rỗng tuếch chắc là đã bị những người khác lấy đi hai thạch đài còn lại đặt một phù bút cùng với một lá bùa đã ố vàng bên trong thánh phù tổ địa có tam đại truyền thừa nghe nói chỉ cần lấy được một truyền thừa liền có thể trở thành chính thống của phù sư ở giới vực này một truyền thừa chính là phù ấn tường giải là vật mà khi ấy lão tổ thánh phù tông lão mang từ thượng giới xuống thứ duy nhất bị lấy đi cũng chính là phù ấn tường giải. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới Thánh Phù Tông trở thành chính thống phù sư ở giới vực trung vĩ độ. Còn lại hai truyền thừa là Thánh Phù Huyền Lôi Bút. Nghe nói phù bút này chính là phù bút thiên giai đỉnh, lúc khách giấu phù triện thuộc tính lôi sẽ được tăng phúc. Càng thân cận với với thiên địa quy tắc thuộc tính lôi. Ở giữa chính là Thánh Phù Chi Linh trong lời đồn. Phù triện thánh giai chỉ tồn tại trong truyền thuyết dù tính là sách cổ cũng không có ghi lại. Dù sao từ trước nay vật phẩm thánh giai chưa từng xuất hiện ở giới vực trung vĩ độ. Nhưng trong sách cổ có ghi lại một điểm duy nhất. Một khi phù triện bước vào thánh giai liền có linh hồn. Thánh phù chi linh chính là linh hồn bên trong phù triện thánh giai. Có thể thấy được, dù chỉ có linh hồn phù triện, nhưng là phù triện có cấp bậc cao nhất, tất nhiên sẽ mang đến nhiều lợi ích, vật liên quan đến chữ, thánh, nhất định không phải vật tầm thường có thể nói hai vật trước mắt đều không đơn giản lãnh ngâm thu ninh tập sa như tích cùng với thẩm tử ngọc đều nhìn thấy hai vật này trong mắt tràn ngập sự tham lam tham lam cũng hoàn toàn không phải là lời ca ngợi trên con đường tu đạo đối với khát vọng trường sinh sẽ không có tham lam đi kèm khát vọng đối với quyền lực sẽ không có sự tham lam sao khát vọng đối với thực lực sao lại có thể không có sự tham lam trước mặt phù sư xuất hiện hai loại thần vật này đối với phù sư mà nói là sự hấp dẫn trí mạng cho nên tham lam cũng là chuyện bình thường đương nhiên ngoại trừ một phù sinh chỉ có một phù sinh thản nhiên không hề cảm thấy vội vã muốn có sắc mặt vẫn như lúc tiến vào bất động như núi cũng không thể nói là hắn không muốn chỉ là đầu óc hắn luôn có thể bảo trì sự bình tĩnh thần vật cấp bậc này trải qua thời gian dài mà còn không có bị người khác lấy đi phải biết rằng thánh phù tông không hề thiếu thiên tài cả bọn họ đều bất lực có nghĩa là muốn nhận được hai vật này cần thỏa mãn yêu cầu rất cao về thiên phú cùng thực lực không thể tránh khỏi khảo nghiệm hơn nữa cũng sẽ có nguy hiểm cho nên một phù sinh mới không bị dao động hắn muốn nhìn xem mấy người lãnh ngâm thu sẽ trải qua khảo nghiệm như thế nào như vậy mới có thể chuẩn bị sung túc hơn lúc này ninh tập lại nói một phù sinh ngươi đã là đệ tử mà tông chủ đặc biệt an bài tiến vào vì sao không dẫn đầu đi thử xem nghe vậy một phù sinh cười nói không có việc gì, nếu ta được đặc biệt an bài tiếng vào tự nhiên là phải để các ngươi thử trước. Nói đùa cái gì vậy, một phù sinh là người phương nào, muốn cho hắn đi trước dò đường, làm quỷ chịu chết sao, thấy một phù sinh cũng không mắc mưu, nên tập khẽ nhíu mày nếu như chúng ta lấy được thì ngươi cũng không nên khóc lóc kể lễ nói không công bằng. Tự nhiên sẽ không nha, được là phúc, không được là mệnh, nếu các ngươi nhận được vậy nghĩa là có duyên với các ngươi, thiên phú và thực lực cũng được loại thần vật tán thành đối với thánh phù tông cũng là chuyện cực kỳ tốt lời của một phù sinh suy xét cho cả cá nhân và tông môn quả thực không có bất kỳ chỗ nào không đúng lãnh ngâm thu nghe mà cảm thấy bất đắc dĩ yêu nghiệt có thể được ba vị thái thượng trưởng lão và tông chủ coi trọng như thế ngươi chơi mưu kế với hắn sợ là một vạn ngươi đều không chơi nổi một mục phù sinh nha lúc này thẩm tử ngọc vỗ vỗ vai ninh tập nói đã như vậy thì chúng ta đây thử trước đi sa như tích bên cạnh cũng cười lạnh nói loại người dựa vào quan hệ tiến vào cũng chẳng đánh ra rắm chúng ta chỉ có thời gian ba ngày thôi không nên lãng phí trên người hắn nghe đến đây ninh tập gật gật đầu nói cũng đúng chúng ta đây đi trước dứt lời sa như tích cùng thẩm tử ngọc liền nhìn trúng thánh phù huyền lôi bút còn ninh tập cùng lãnh ngâm thu thì nhìn trúng thánh phù chi linh có thể nói là trước khi tiến vào bọn họ đã xác định kỹ mục tiêu rồi một phụ sinh thì hai tay ôm ngực, đứng nhìn bốn người hành động. Khi xa như tích cùng thẩm tử ngọc tới gần thánh phù huyền lôi bút. Đột nhiên có từng đạo phù triện xuất hiện trước mắt bọn họ, mấy phù triện này không có tính công kích nhưng lại có thể cản trở hai người thẩm tử ngọc tiến bước. Muốn đi trước thánh phù huyền lôi bút cần phá giải từng đạo phù triện. Một phù sinh cũng nghĩ xem có khả năng lấy lực mà phá không nhưng thấy mức độ vững chắc này e là đã đạt tới tiêu chuẩn của tiên phù phòng ngự thiên giai đỉnh. Lấy lực để phá không có khả năng. Thẩm tử Ngọc cùng xa như tích hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Dù sao cả hai không phải phế vật gì. Nói như thế nào cũng là thiên kiêu nổi tiếng của Thánh Phù Tông. Lập tức nghĩ tới phương pháp phá giải. Chợt lấy phù bút ra bắt đầu, cùng lúc đó. Trước thạch đài Thánh Phù Chi Linh lãnh ngâm thu cùng với ninh tập ngưng trọng chậm rãi tiếp cận bởi vì khảo nghiệm thánh phù chi linh luôn thiên biến vạn hóa ngay cả tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đều không rõ quy luật khảo nghiệm thế nào khi bọn họ còn cách thánh phù chi linh chỉ có ba trượng thì đột nhiên một phù triện xuất hiện ở trước mặt hai người bên cạnh phù triện có từng văn tự lơ lửng trong thời gian một ngày sáng tạo một phù triện thuộc về chính mình cấp bậc yêu cầu không được thấp hơn tiên giai sơ cấp Thấy thế, sắc mặt lãnh ngâm thu cùng linh tập đều biến đổi. Có thể nói sáng tạo phù triện là chuyện khó như lên trời, phải biết rằng dù khắc dấu phù triện cũng đã yêu cầu rất nhiều thời gian nghiệm chứng cùng với nếm thử. Thời gian một ngày hoàn toàn không đủ, huống hồ còn yêu cầu cấp bậc nữa. Tiên gia sơ cấp sao, dù là tiên phù sư cũng không nhất định có thể làm được, có thể nói là khó càng thêm khó, một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, có thể nói, khi nhìn đến yêu cầu đưa ra sắc mặt của ninh tập cùng lãnh âm thu đều cực kỳ khó coi, thậm chí không muốn lấy ra phù bút. Trước đừng nói tự mình sáng tạo một phù triện tiên giai. Dù để cho bọn họ khắc dấu một phù triện tiên giai cũng chỉ có một phần mười khả năng thành công, còn phải tiêu tốn thời gian một tháng, một phù sinh nhìn thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Đúng là khó xử người ta nha. Trách không được từ trước đến nay không ai lấy được thánh phù chi linh cả. Bên kia sắc mặt thẩm tử ngọc cùng xa như tiếp cũng khó coi lui ra. Bởi vì ngay cả phù triện đầu tiên bọn họ đều không thể phá giải được. Nếu nói là mạnh mẽ phá vỡ thì nhiều phù triện thiên giai đỉnh như vậy, dù một phù sinh cũng không cách nào làm được. Nhưng mà phá giải cùng với dùng sức trâu phá vỡ là hai chuyện khác nhau. Muốn phá giải phù triện cần hiểu biết hoa văn bên trong phù triện, các chi tiết cùng với thủ pháp khắc dấu. Chỉ có hiểu rõ được ba yếu tố này mới có thể thực hiện nghịch đảo phù triện chỉ có nghịch đảo phù triện mới có thể dùng cảnh giới hiện tại mà phá giải phù triện nếu không thì không có khả năng chỉ thấy sắc mặt thẩm tử ngọc cực kỳ khó coi nói trách không được đến bây giờ còn không người nào có thể lấy đi hai thần vật này khảo nghiệm có độ khó quá cao không phải người bình thường có thể thông qua sắc mặt của sa như tích cũng sắc mặt không quá dễ coi gật gật đầu tán đồng phù triện thiên gia đỉnh không phải cấp bậc mà chúng ta có thể nhìn thấu phá giải lãnh ngâm thu thở dài bất đắc dĩ lắc lắc đầu trước khi tiến vào các vị sư tôn đã có nói qua không cần cưỡng cầu không cách nào thông qua cũng không quan trọng ở chỗ này tu luyện cũng có thể nhận được nhiều lợi ích rồi ninh tập gật gật đầu một khi đã như vậy thì không cần lãng phí thời gian nhanh chóng tìm hiểu thiên địa quy tắc chi lực ở nơi này đi lúc ninh tập nói xong quay này thì đột nhiên nhìn về phía sau thẩm tử ngọc cùng xa như tích hắn nao nao nơi đó đúng là chỗ đặt thánh phù huyền lôi bút trước bình chướng do từng phù triện thiên giai tạo thành không biết từ khi nào mà một phù sinh đã xuất hiện ở nơi đó, hắn muốn làm cái gì vậy, xa như tích cùng thẩm tử ngọc cũng hơi sửng sốt. Không phải là hắn muốn nếm thử phá giải chứ, vừa dứt lời. Chỉ thấy một phù sinh lấy phù bút của mình ra, bắt đầu xuống tay phá giải phù triện thiên giai thứ nhất. Có thể nói phá giải phù triện là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trước cuộc chuyện nghịch đảo cần phải có kiến thức cơ bản đối với phù triện cực kỳ vững chắc, hơn nữa là một lượng kiến thức lớn. Chuyện này đối với một phù sinh mà nói lại không phải việc gì khó làm. Khi bắt đầu học tập phù triện thì một phù sinh đã đánh cơ sở vững chắc đến mức không thể vững chắc hơn. Hơn nữa khi Lục Trường Sinh giao phù ấn chi thư giao cho hắn thì cơ sở lại càng được củng cố thêm. Thậm chí ngay cả thủ pháp khắc dấu và phù ấn chi thuật mà giới này không có thì bên trong phù ấn chi thư đều có. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu như trong lúc tranh đấu mà muốn phá giải phù triện như vậy thì phù sư tự nhiên sẽ ra tay bảo hộ phù triện của mình. Do đó phù sư khác sẽ không thể dễ dàng phá giải. Còn ở nơi này, tuy rằng cấp bậc phù triện cao đến có chút dọa người, chính là phù triện Thiên giai đỉnh. Nhưng mà cũng không có phù sư bảo hộ. Có thể nói hoa văn bên trong dùng mắt thường nhìn, đều có thể nhìn rõ từng chi tiết, nhìn đến nơi này, một phù sinh nhẹ nhàng cười. Xem ra khảo nghiệm là bản lĩnh khắc dấu phù triện đồng thời một phù sinh cũng đã xem thấu hoa văn trên phù triện thứ nhất. Nói làm là lập tức làm. Một phù sinh nhanh chóng nâng phù bút lên rồi viết viết vẽ vẽ trên phù triện thiên giai trước mắt. Từng đường hoa văn dọc theo hoa văn trên phù triện thiên giai, ngược dòng mà đi, thiên địa quy tắc chi lực bắt đầu dũng mãnh vào tiến vào trong phù bút của một phù sinh. Thấy cảnh này. Sa như tiếp cùng thẩm tử ngọc cười lạnh, xem ra, có người vẫn còn chưa từ bỏ ý định phù triện thiên giai há là thứ có thể dễ dàng nhìn thấu sao, Ninh Tập cũng tỏ vẻ kinh thường, không thèm nói gì. Trong mắt hắn thì xa như tích và thẩm tử ngọc mạnh hơn loại, thiên tài, cần dựa nhân mạch mới có thể tiến vào này nhiều. Cả hai người bọn họ đều không thể giải quyết. Sao một phù sinh này có thể giải quyết được chứ, chỉ có lãnh ngâm thu thì không suy nghĩ như bọn họ. Nhớ tới lời sư Tôn Mình từng nói. Lại nhớ tới sự coi trọng mà ba vị thái thượng trưởng lão dành cho một phù sinh. Nhìn thấy biểu tình cực kỳ nghiêm túc của một phù sinh rồi lại nhẹ nhàng thoải mái. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sẽ không phải là thật sự có thể làm được đi, nhưng nếu cả tên yêu nghiệt này cũng không làm được thì về sau còn ai có thể làm được đây, cũng ngay trong khoảnh khắc hắn suy nghĩ miên man. Răng rắc. Một âm thanh nho nhỏ vang lên. Sắc mặt Ninh Tập, xa như tiếp cùng với Thẩm Tử Ngọc đều trở nên cứng đờ, ánh mắt đều hướng về phía âm thanh truyền tới chỉ thấy phù triện thiên giai thứ nhất trước mắt một phù sinh đã bị phá giải, lãnh ngâm thu thấy mà nở nụ cười khổ. Quả nhiên thật sự là yêu nghiệt. Cũng không biết đám phù sư như chúng ta ở cùng thời đại với tên phù sư yêu nghiệt này may mắn hay là xui xẻo. Một phù sinh nhan chóng tiến về phía phù triện. Phù triện thiên giai thứ hai tuy có chỗ khác với phù triện thứ nhất nhưng phần lớn vẫn tương tự. Chỉ là có biến hóa rất nhỏ ở một đường khắc hoạt cuối cùng. Đã có kinh nghiệm phá giải phù triện thứ nhất làm cơ sở. Thời gian phá giải phù triện thứ hai tự nhiên cũng ít hơn rất nhiều. Quả nhiên chỉ tốn hết nửa canh giờ mà phù triện thứ hai đã bị một phù sinh hoàn toàn phá giải. Ngay sau đó là phù triện thứ ba. Rồi tới phù triện thứ tư. Phù triện thứ năm. Cho đến phù triện thứ tám một phù sinh chỉ còn bị ngăn cách với thánh phù huyền lôi bút bởi một phù triện cuối cùng, ninh tập, xa như tích cùng với thẩm tử ngọc đã xem choán ván rồi. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện bản thân mình sai lầm. Mười phần sai, tuy một phù sinh dựa vào nhân mạch để tiến vô đây. Nhưng mà người ta có thực lực khiến tông chủ phải kinh động. Thực lực để tông chủ cảm thấy một phù sinh căn bản không trải qua thi đấu tranh giành gì cả, đã có thể trực tiếp bắt lấy một danh ngạch. Buồn cười chính là trước đó bọn họ còn cho rằng một phù sinh đơn thuần là thực lực không mạnh, nhân mạch rất mạnh mà thôi. Đang lúc bọn họ suy nghĩ tới chuyện này. Một phù sinh đã phá giải xong phù triện thứ 9, cũng chính là một phù triện thiên giai cuối cùng. Đi tới trước thánh phù huyền lôi bút. Một phù sinh nhẹ nhàng cười giơ ngón tay ép ra một dọc tinh huyết, nhỏ vào trên thánh phù huyền lôi bút. Tức khắc, có từng ti lôi đình trào ra vậy quanh một phù sinh, đồng thời thánh phù huyền lôi bút trực tiếp tiến vào vị trí giữa hai chân mày của một phù sinh đúng lúc còn thiếu một cây phù bút nha một phù sinh hài lòng gật gật đầu ngay sau đó cũng không có để ý đến ánh mắt kinh hãi của đám người ninh tập mà trực tiếp nhìn về phía thánh phù chi linh thấy một phù sinh chăm chú nhìn thánh phù ninh tập xa như tiếp cùng với lãnh ngâm thu thẩm tử ngọc đều ngẩn ra không thể nào sẽ không phải còn coi trọng thánh phù chi linh chứ tuy nói rằng phá giải phù triện thiên giai đã rất ghê gớm. Đã làm được chuyện mà rất rất nhiều phù sư từng tiến vào đây không thể làm được, nhưng mà khảo nghiệm của Thánh Phù Chi Linh có thể nói là không cách nào hoàn thành, sáng tạo ra một phù triện mới trong vòng một ngày. Cấp bậc còn không thể thấp hơn tiên giai sơ cấp. Tiên phù sư còn không chắc có thể làm được chuyện này, sao một phù sinh có thể làm được chứ, lãnh ngâm thu cũng không khỏi khuyên can, mục huynh, thôi bỏ đi hẳn là đưa ra khảo nghiệm này vì không muốn để người ta xông qua. Không phải khảo nghiệm con người có thể thông qua, một phụ sinh tức khắc trừng mắt, tức giận hầm hầm nhìn về phía lãnh ngâm thu. Sao ngươi có thể mắng chửi người như thế, mắng? Mắng chửi người sao, ta mắng ai, lãnh ngâm thu mộng bức, không hiểu gì cả. Chỉ thấy một phụ sinh vừa đi hướng thánh phù chi linh, vừa nói, chẳng lẽ ta không phải người sao, phù truyện tiên giai sơ cấp đối với một phụ sinh mà nói cũng không quá khó khăn dù sao dựa theo cảnh giới phù sư thì một phù sinh đã đạt tới tiên phù sư rồi. Khắc dấu một phù truyện tiên giai sơ cấp còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, nhưng mà tự nghĩ ra và khắc dấu là hai chuyện khác nhau. Độ khó cũng chênh lệch như trời với đất. Nói đơn giản, đừng nói là một vị tiên phù sư tự nghĩ ra phù truyện tiên giai. Dù là linh phù thiên giai cũng không khả năng tự nghĩ ra, tự sáng tạo. Sau phù truyện thiên giai chính là linh phù, bên trong linh phù đồng dạng chia thành thiên địa huyền hoàng tứ giai phía trên linh phù chính là phù triện tiên giai trong đó phù triện tiên giai chia thành hạ cấp trung cấp và cao cấp lên cao nữa là địa tiên phù cùng với thiên tiên phù để một vị tiên phù sư tự nghĩ ra phù triên tiên giai hạ cấp khó khăn đến thế nào chứ trừ phi heo có thể leo cây người có mặt ở nơi này ngay cả thiên kiêu đệ nhất thánh phù tông là lãnh ngâm thu cũng không có đạt tới cảnh giới tiên phù sư thế mà đưa ra yêu cầu là để bọn họ tự nghĩ ra phù triện tiên giai hạ cấp sao trách không được trưởng bối chỉ nói bọn họ tiến vào thêm kiến thức thử thời vận làm một người đi ngang qua mà thôi tới nơi này cảm nhận thiên địa quy tắc chi lực càng nồng đậm nhưng mấy chuyện này đối với một phù sinh mà nói là chuyện thường ngày từ khi tiếp xúc với phù triện tuy rằng một phù sinh vẫn luôn học tập đủ loại phù triện nhưng mà hắn cũng đồng thời cũng đánh xuống cơ sở rất kiên cố vững chãi sai khi bái sư lục trường sinh làm sư phụ dù phương diện đang đạo trận đạo thì lục trường sinh đều có lý giải của riêng mình do đó hắn có thể sáng tạo ra vô số đang dược cùng với trận pháp thuộc về chính mình chuyện này đã kích thích một phù sinh hắn phát huy cơ sở phù triện mà mình đã đánh vững một cách cùng nhường nhuyễn bắt đầu cân nhắc sáng tạo ra phù triện thuộc về chính mình tuy rằng phù triện tiên giai một phù sinh còn không có tự nghĩ ra quá vậy nên cũng không có vấn đề quá lớn một phù sinh đứng trước lá bùa đã ố vàng, suy nghĩ luân chuyển trong đầu. Đầu tiên, phù triện tiên giai cùng với phù triện linh giai có điểm nào khác nhau, uy lực chỉ là mặt ngoài. Từ uy lực có thể phân tích ra bao nhiêu phương diện khác nhau, thứ nhất chính là ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực nhiều hay ít. Tất nhiên phù triện tiên giai phải ẩn chứa nhiều thiên địa quy tắc chi lực so với phù triện linh giai rồi. Thứ hai cũng chính là phương diện quan trọng nhất phù triện tiên giai yêu cầu gia nhập một lượng thần hồn chi lực lớn dùng để khống chế lực lượng cùng bạo trong đó để tránh quá nhiều thiên địa quy tắc chi lực pha tạp dẫn tới không cách nào khống chế mà tự mình hủy diệt như vậy sẽ không có khả năng hình thành một năm phù triện tiên giai một phù sinh nhìn lôi đình chi lực trong tay thứ hắn am hiểu nhất chính là lôi đình chi đạo cửu cửu hồng mông thần lôi thuật hiện giờ cũng có thể đủ để thuyên chuyển thiên địa quy tắc chi lực nếu tự nghĩ ra thì tự nhiên một phù sinh sẽ lựa chọn phù triện thuộc tính lôi mà mình thuận buồn xuôi gió nhất. Như vậy bên trong phù triện thuộc tính lôi, mình quen thuộc với chủng loại nào nhất đây, một phù sinh gần như không có suy xét vấn đề này, lập tức khóa chặt mấy phù triện phòng ngự gì đó. Đây mới là nghề chính của một phù sinh. Nghĩ đến đây, một phù sinh lập tức bắt đầu hành động. Tự nghĩ ra, bình chứng phòng ngự đơn giản chính là phòng ngự ngoài ra không còn chỗ nào sáng tạo nữa nhưng mà nếu bình chướng phòng ngự có thêm năng lực phản công thì thế nào giống như vận dụng lôi đình chi lực chống lại công kích của người khác đồng thời sử dụng lôi đình chi lực tiến hành phản công bất ngờ không được nếu chỉ bắn ngược mà nói thì không khỏi quá mức bình thường nếu là không phù hợp với ý của thánh phù chi linh thì phải làm sao nghĩ đến đây một phụ sinh lắc lắc đầu nhíu mày tiếp tục suy nghĩ nếu lúc triển khai bình chướng phòng đồng thời bình chứng tiến hành biến hình giam công kích của người khác bên trong nhà giam lôi điện, hoặc là hợp nhất cả hai, như vậy có lẽ sẽ khiến địch nhân bất ngờ, tạo ra kết quả không tưởng được. Nghĩ đến đây, hai mắt một phù sinh đột nhiên sáng ngời. Không sai, cho bình chứng phòng ngự diễn biến thành trận pháp vây sát, như vậy phù triện phòng ngự có thể đi theo một lối riêng. Nghĩ đến đây, một phù sinh lập tức ra tay. Vẫn sử dụng cửu trọng lôi thuẫn làm cơ sở. Hiện giờ một phù sinh đã góp nhặt ba loại lôi đình, tính thêm cả huyền âm tử lôi là bốn, khắc dấu thành cửu trọng lôi thuẫn đủ để đạt tới phù triện tiên giai trung cấp, coi loại phù triện này là cơ sở. Rót vào bốn loại lôi đình chi lực bất đồng. Nhờ đó mà tạo thành sát trận cùng với vây trận, thời gian chậm rãi trôi qua. Cách thời điểm rời khỏi nơi đây chỉ còn hai ngày thôi. Mấy người lãnh ngâm thu thức tỉnh từ trong trạng thái tu luyện, mở hai mắt lúc này bọn họ đều đồng loạt trợn mắt, bởi vì trong nhân thức của bọn họ thì một phù sinh không cách nào hoàn thành khảo nghiệm, cũng không cách nào thành công đoạt được thánh phù chi linh, bởi vì đó là tự nghĩ ra phù triện tiên giai, ai có thể làm được chứ? Dù cho một phù sinh đã lớn được thánh phù huyền lôi bút rồi nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn có thể làm được. Nhìn thấy một phù sinh vẫn không có từ bỏ, ninh tập nhíu mày nói lãng phí thời gian, thiên địa quy tắc chi lực bên trong thánh phù tổ địa nồng đậm tới mức nào? còn không tranh thủ chặt thời gian tìm hiểu đi, xa Như Tiếp cùng Thẩm Tử Ngọc lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Không có quản chuyện một phù sinh làm gì. Lúc này lãnh ngâm thu lại nhíu mày, nhìn động tác tay của một phù sinh. Lá bùa trốn trơn giờ đã có thêm từng đường hoa văn do một phù sinh phát họa ra. Bốn loại lôi đình chi lực bất đồng đang như du long quay cuồng bên trên lá bùa. Hơi thở xuất hiện mạnh hơn linh phù thiên giai vô số lần, đồng tử lãnh ngâm thu co rút lại sự kinh hãi dần dần tràn đầy gương mặt môi hắn run rẩy lãnh ngâm thu dùng giọng điệu đầy sự khó tin và không thể tưởng tượng nổi thốt lên tiên giai một phù sinh thế mà thật sự đang khắc dấu phù triện tiên giai hơn nữa đã gần hoàn thành nghe được lời lãnh ngâm thu nói ba người ninh tập vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị tranh thủ thời gian gian tiếp tục tu luyện đều mở hai mắt cái gì ánh mắt sôi nổi nhìn về phía một phù sinh nhìn thấy bàn tay một phụ sinh đang cầm phù bút phù bút không không ngừng vung vẩy trên lá bùa hoa văn cũng bắt đầu lập lòe lôi đình chi lực quanh lá bùa có một đoàn lôi tương nho nhỏ bên trong lôi tương có bốn con lôi long với màu sắc khác nhau đang quay cuồng trong khoảnh khắc này một bút cuối cùng bỗng hạ xuống kết thúc quá trình khắc ấn cũng trong khoảnh khắc này trên không trung tổ địa lại xuất hiện mây đen lôi long không ngừng quay cùng bên trong tầng mây Bọn chúng nó liên tục trít gào, mỗi lần gầm lên đều sẽ dẫn phát một đạo lôi đình đánh xuống bổ vào trên lá bùa, từng luồng tiên khí đang chậm rãi khuếch tán ra. Một phù sinh mỉm cười cầm lấy, thở ra một hơi rồi nói, "Gọi ngươi là Huyền Âm Lôi Thuẫn phù đi." Hiện tại dù không cách nào thông qua thì một phù sinh cũng không cảm thấy có chút tiếc nuối nào. Bởi vì đã thu hoạch lớn rồi. Có thể nói Huyền Âm Lôi Thuẫn phù là tác phẩm khiến một phù sinh cực kỳ hài lòng không chỉ có năng lực phòng ngự xuất sắc hơn nữa còn có thêm uy năng tạo thành vây trận sát phạt nằm ngoài dự đoán của mọi người đáng tiếc chính là với thực lực hiện giờ của một phụ sinh còn không cách nào làm ra nhiều thời gian ba bốn ngày chỉ có thể khắc dấu nhiều nhất là hai tấm mà thôi nếu không thì hắn sẽ cho sư huynh sư tỷ và sư đệ gián đầy đồ chơi này rồi dù cho cường giả địa tiên gặp phải trong lúc nhất thời cũng sẽ phải cực kỳ đau đầu nếu để cao tầng thánh phù tông biết được ý tưởng của một phù sinh. Sợ là hai mắt trợn ngược mà ngất xỉu mất. Tiên phù sư thông thường muốn khắc dấu phù triện tiên giai cũng cần tiêu phí mộ lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Còn ngươi ở nơi này tốn thời gian ba bốn ngày khắc dấu hai ba tấm sao, vậy mà còn không thấy thỏa mãn, còn nói không thể làm ra nhiều, có phải là không quá biết đủ hay không, nói thật là ý tưởng của một phù sinh là do lục trường sinh ảnh hưởng, bởi vì làm ra số lượng lớn là do lục trường sinh phát dương quan đại. Một lần luyện đan chính là hai ba lò. Hơn nữa chất lượng đều không thể bắt bẻ. Có thể không khiến kẻ làm đệ tử như một phù sinh nghiêm túc noi theo sao. Phía sau một phù sinh. Lãnh ngâm thu, ninh tập, sa như tích cùng với thẩm tử ngọc đều dùng ánh mắt như đang nhìn quái nhìn chầm chầm một phù sinh. Trước không nói tới phù triện trong tay một phù sinh có phải do hắn tự nghĩ ra hay không nhưng mà có thể luyện chế ra phù triện tiên giai đại biểu cho một phù sinh đã bước vào cảnh giới tiên phù sư phải biết rằng trên dưới thánh phù tông số lượng tiên phù sư cũng không vượt quá một bàn tay đó là ba vị thái thượng trưởng lão cùng với tông chủ thánh phù tông nhưng mà bốn người này ai mà không phải phải nhân vật đã dấn thân ở phù triện chi đạo vô số năm chứ còn một phù sinh mới bao nhiêu tuổi học tập phù đạo được bao nhiêu năm cho là hắn bắt đầu học từ bên trong bụng mẹ theo lẽ thường cũng không cách nào đạt tới loại trình độ này. Cho nên dù một phù sinh không tự nghĩ ra phù triện cũng chứng minh sự yêu nghiệt tột đến cùng của hắn. Tới giờ ninh tập chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Trách không được tông chủ sẽ đưa danh ngạch thứ năm cho tên này mặc kệ lời nghị luận. Liền tính tên này tới tham gia tuyển chọn, e là cũng nhất kỵ tuyệt trần. Đối với một phù sinh mà nói, tham gia thi đấu cũng chỉ là con nít chơi đồ hàng, không có bất kỳ ý nghĩa gì đột nhiên quanh thánh phù có một bạch quan nhấp ngán bạch quan dần dần kéo dài tới gần huyền âm lôi thuẫn phù rồi vây quanh tựa như đang kiểm tra thành quả của một phù sinh cũng không tốn bao nhiêu lâu một phù sinh cảm thấy trước người mình không còn bị trở ngại chỉ cần một phù sinh tiến về phía trước liền có thể đi tới trước mặt thánh phù chi linh đây đây là phù triện tiên giai tự nghĩ ra sao rốt cuộc hắn là yêu nghiệt từ đâu chui ra Đám người lãnh ngâm thu liếc nhau, đều đã vô lực mà phun nhổ. Dù hiện tại có xuất hiện chuyện gì có thể khiến bọn họ ngạc nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngạc nhiên nữa, bởi vì đã gặp qua chuyện kinh thế hải tục. Một phù sinh đi tới trước thánh phù chi linh. Nhìn từ xa thì thánh phù chi linh chính là một lá bùa. Trên lá bùa phía không có gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc một phù sinh đến gần thì lại phát hiện từ trên lá bùa giống như có thiên địa quy tắc chi lực vô cùng vô tận tản ra, dù cho có tồn tại trên vạn năm thì thiên địa quy tắc chi lực cũng giống như giòi trong xương, luôn bám vào lá bùa, không thể nào tan đi, đây là thánh phù trong truyền thuyết sao? Một phù sinh thầm cảm khái, theo bản năng mở miệng nói, cũng có chút tương tự như trường sinh mà người tu đạo truy cầu đi. Không sai. Khi một phù sinh nghe được hai chữ này thì cảnh tượng trước mắt bỗng quay cuồng khi khôi phục tầm mắt đã phát hiện chính mình đang đứng trên một mảnh hải dương. Hải dương có bọc sóng sôi trào và sóng gợn từng cơn. Sóng to gió lớn liên miên không dứt, đây là không gian bên trong thánh phù chi linh sao? Lúc này, một bóng mờ có hình dạng như hài đồng xuất hiện trước mặt một phù sinh. Chỉ nghe hắn phát ra tiếng nói non nớt nhưng giọng điệu lại tràn ngập tang thương, tựa như xuyên qua thời gian dài đằng đẵng. Thứ gì tới cực hạn đều có thể trường sinh chỉ là ngay cả bản thân ta cũng không có thật sự trường sinh. Một phù sinh nghe vậy giật mình, cực cực đầu nói ý tiền bối là thánh phù cũng không phải điểm cuối của phù triện, tu đạo cũng là như thế, ngươi rất thông minh. Thánh phù chi linh nói, ngươi cũng là một kẻ có thiên phú ở giới này. Khi đó ta ngoài ý muốn tới nơi này, vốn thấy phù sư giới phù sư đều bình thường nên muốn đi đến một địa phương khác. Nhưng nếu xuất hiện ở chỗ này tự nhiên liền có đạo lý quả nhiên ta cũng chờ được một người một phù sinh cười nói tạ tiền bối tán thưởng tán thưởng sao thánh phù chi linh liếc một phù sinh một cái nói ngươi còn chưa tới mức có thể khiến ta tán thưởng kế tiếp ta sẽ theo ngươi nhưng sau khi ngươi tiến vào giới vực vĩ độ cao có thực lực tương ứng ta sẽ nhờ ngươi giúp ta làm chút chuyện tự nhiên ta cũng sẽ tận lực trợ giúp cho ngươi trên phù triện chi đạo nói xong thánh phù chi linh liền chui vào trong thức hải một phù sinh nhưng khi hắn nhìn thấy bên trong thức hải của một phù sinh được phòng ngự cường đại không khỏi hết chỗ nói rồi ngươi còn rất cẩn thận một phù sinh thản nhiên nói người ở giang hồ nào có thể không cẩn thận cẩn thận chút mới có thể sống được càng lâu hơn nói xong một phù sinh liền thoát khỏi không gian lá bùa cũng bay vào trong thức hải của một phù sinh Đám người lãnh ngâm thu nhìn thấy một màn này. Ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ. Nhưng mà lại không cách nào nổi lên lòng tham. Đối mặt với loại yêu nghiệt này. Sao có thể nổi lòng tham chứ? Thật sự là ngại mệnh dài, gặp được loại người như một phù sinh. Một là tiếp cận lấy lòng, hai là mặc kệ không quan tâm, không liên lụy tới. Bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không được kết thù, một phù sinh nhìn mấy người cười nói, xong rồi, các ngươi còn muốn tu luyện sao? ta đây ra ngoài trước. mấy người nhìn nhau. còn một nén nhang nữa là tổ địa phải đóng cửa rồi. còn tu luyện cái búa. lãnh ngâm thu cười khổ nói, một huynh, đi thôi, cùng nhau đi ra ngoài, chắc sư tôn cũng muốn gặp ngươi. một phù sinh cười gật gật đầu, hẳn là vậy. dù sao cầm hết hai thần vật của thánh phù tông, cũng phải nói người ta một tiếng. sau khi mấy người ra ngoài liền trực tiếp đi tới tông chủ đại điện. Báo cáo mọi chuyện xong, tông chủ nhìn một phù sinh bằng ánh mắt đầy phức tạp, trịnh trọng nói, một phù sinh à, hy vọng ngươi có thể dẫn thánh phù tông tới địa phương càng cao hơn. Lời này mang hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là hai vật kia đã thuộc về một phù sinh. Thứ hai là ngươi không thể phản bội thánh phù tông, đương nhiên thánh phù tông cũng sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Một phù sinh nghe vậy, cười gật gật đầu, đây là chuyện tất nhiên rồi nhưng mà sinh tông chủ không cần lan truyền chuyện bên trong tổ địa ra ngoài. Giang hồ hiểm ác. vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sau khi một phù sinh rời khỏi đại điện, lãnh ngâm thu cười khổ nói: sư tôn cũng không biết một phù sinh này là yêu nghiệt từ đâu toát ra nữa, từ đâu toát ra nữa, thiên phú thật sự quá mức khủng bố. phía trước ta nắm tay cố ý xem thử cốt linh của hắn. Kết quả trẻ tuổi như thế mà đã đạt tới cảnh giới tiên phù sư. Dù cho có tu luyện phù đạo từ bên trong bụng mẹ cũng không cách nào tu luyện đến đi, tông chủ nghe vậy, không khỏi tha nhẹ một tiếng. Thời thế tạo anh hùng, trước khi kiếp nạn buông xuống đều sẽ có mấy nhân vật yêu nghiệt xuất hiện dẫn dắt thời đại. E rằng một phù sinh này là một trong số đó. Lãnh Ngâm Thu kinh ngạc nói, kiếp nạn buông xuống? Là kiếp nạn gì? Tông chủ lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng mà lại có dự cảm cường giả đều sẽ dự cảm đến các sự kiện lớn phát sinh trong tương lai đặc biệt là nguy cơ tông chủ thánh phù tông là cường giả thiên tiên cảnh cường giả tự nhiên cũng có dự cảm hiện giờ xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như một phù sinh càng khiến suy đoán trong hắn thêm vững chắc phân phó xuống trong thời gian tới thánh phù tông chúng ta đều thấp một chút đồng thời nhanh chóng thúc đẩy các đệ tử chăm chỉ tu luyện chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào thấy sắc mặt ngưng trọng của tông chủ, lãnh ngâm thu chấp tay rồi lập tức rời đi. Giờ phút này, một phù sinh cũng đã về tới nơi mà thái thượng trưởng lão thanh tu. Hiển nhiên ba tên thái thượng trưởng lão cũng đã biết được tin tức. Nhìn thấy một phù sinh đến, cả ba không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới tiểu yêu nghiệt nhà ngươi thật sự cầm được thánh phù chi linh. Không chỉ như thế, vậy mà còn mang cả thánh phù huyền lôi bút đi, một phù sinh vui đùa nói, các trưởng lão sẽ không bắt ta giao đồ ra đó chứ, Trưởng lão râu dài nghe xong tức khắc thổi râu trừng mắt. Tiểu bạch nhãn lan nhà ngươi, chúng ta dạy dỗ ngươi mà không cần hồi báo, ngươi còn nghĩ chúng ta như vậy sao, không có không có, sao có thể chứ, không phải ta đang nói dẫn sao. Một phù sinh vội vàng xua tay nói, ta muốn tâm tình các trưởng lão dao động chút, có lợi cho thân thể, như vậy mới có thể sống được lâu hơn một chút. Hai vị thái thượng trưởng lão Trưởng lão râu dài không ngừng run rẩy, vương tay nói đừng ngươi đừng giải thích nữa. Vừa giải thích liền suýt khiến ba lão gia hỏa chúng ta đau tim. Được rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trưởng lão râu dài vút cầm nhìn một phù sinh rồi nói nhưng thứ có thể học từ ba lão gia hỏa chúng ta, trên cơ bản ngươi đã học hết rồi. Một phù sinh suy nghĩ rồi nói, ta cần một chỗ có lôi đình chi lực đặc thù. Còn cần một ít thiên tài địa bảo rèn luyện hồn hỏa. Một phù sinh nghĩ tới hiện tại cũng là thời điểm nên tăng cường cử cử hồng mông thiên lôi thuật. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất cửu cửu hồng mông thiên lôi thuật, cũng chính là huyền âm tử lôi. Muốn đột phá đền tầng thứ hai, không chỉ cần thần hồn đột phá mà còn phải hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực. Lôi thuật tăng cường không chỉ có ích với cảnh giới của một phù sinh mà còn có thể đề cao chất lượng và uy năng của phù triện thuộc tính lôi. Còn hồn hỏa sao, thần hồn là căn cơ của phù sư, không cần nói nhiều rồi. Ba vị thái thượng trưởng lão nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đều rơi vào trầm tư. Chúng ta đều biết ngươi tu luyện dưỡng hồn thực, đồng thời cũng đạt tới tầng thứ 5 bích lân hồn hỏa. Tuy rằng thiên tài địa bảo rèn luyện hồn hỏa thưa thớt nhưng ba người cũng có. Còn lôi đình chi lực đặc thù. Tất nhiên có nơi tràn đầy lôi đình rồi. Ba vị thái thượng trưởng lão sống nhiều năm như vậy phải biết vài nơi. Nhưng mà một phù sinh cũng không cần lôi đình chi lực bình thường nên chuyện này có chút khó khăn đột nhiên một tên thái thượng trưởng lão nói, có, hiển nhiên trưởng lão râu dài cũng nghĩ đến nơi này rồi, nhớ mày nói nhưng mà có chút nguy hiểm. Ừ, không sai, ngay cả chúng ta cũng cần phải cực kỳ cẩn thận khi tiến vào nói gì đến chuyện phân tâm bảo hộ ngươi. Một phù sinh nghe vậy liền lập tức lắc đầu nói, vậy quên đi, rèn luyện hồn hỏa trước. Ba tên thái thượng trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Gì đây, nghe nói nguy hiểm liền quyết đoán từ chối thế này, nếu là đệ tử thiên kiêu khác e là sẽ dõng dạc nói sẽ nói tu đạo vốn chính là tranh phong với trời nếu sợ nguy hiểm còn tu đạo gì nữa nhưng còn một phụ sinh thì lại từ chối thằng luôn hình như nhận ra ba vị thái thượng trưởng lão cảm thấy khó hiểu một phụ sinh thản nhiên nói chuyện này quá bình thường không phải sao cảm thấy nguy hiểm không có nắm chắc tự nhiên là không muốn đi chờ thực lực tăng lên tới cảnh giới có thể ứng phó mà đi cũng không muộn nếu không ném mất mạng nhỏ không phải không được gì sao ba vị thái thượng trưởng lão nói rất có đạo lý căn bản thể phản bác nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm được rồi được rồi nghe ngươi nói hồi suy nghĩ của chúng ta bị mang lệch đi hết ngươi đi tu luyện dưỡng hồn thuật đi ngay sau đó liền ném cho một phụ sinh một cái nạp giới một phụ sinh thấy thế sửng sốt rèn luyện hồn hỏa cùng với rèn luyện thần hồn là hai chuyện khác nhau Tài liệu mà hắn yêu cầu rất quý hiếm nhưng giờ thái thượng trưởng lão lại trực tiếp giao cho. Chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ trước rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng một phù sinh hơi cong lên. Tuy rằng hắn cũng giống như sư tôn không thích thiếu nhân tình. Nhưng nhân tình này hắn lại chịu thiếu. Tương lai nếu một phù sinh hắn đây phát đạt, tất nhiên sẽ kéo theo thánh phù tông. Ngay sau đó một phù sinh trịnh trọng nói, ba vị trưởng lão, tiểu tử nhớ kỹ. Ba tên thái thượng trưởng lão đều cười khẽ gật đầu. Có những lời này đã đủ rồi. Một phù sinh nhanh chóng tìm một động phủ bắt đầu tu luyện dưỡng hồn thuật. Ở tiên viên sơn bên viên ma vực. Hiện giờ, cả ngọn núi đều đang không ngừng đông đưa, vô số chim bay cá nhảy tán loạn. Đại thụ to lớn chọc tận trời xanh cũng nghiêng nghiêng ngã ngã. Bụi đất giống như gió lốc thổi quét. Tiếng nổ không ngừng vang bên tai, một ít tông môn thế gia bên dưới Tiên Viên đều đã cảm nhận được động tĩnh to lớn. Sắc mặt mọi người không khỏi phủ đầy sự kinh hãi, Tiên Viên Sơn chính là thánh địa của viên ma vực, Tiên Viên trên núi là thần minh trong lòng bọn họ. Ngày thường bọn họ cũng không dám tùy tiện lên núi, chỉ có 10 năm triều bái một lần mới có thể đưa lễ vật ở dưới chân núi. Nhưng Tiên Viên Sơn trước nay đều vô cùng yên bình bỗng nhiên không ngừng chấn động mấy ngày rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đại địch xâm lấn, một lão giả có kiến thức rộng rãi nói, hẳn là không phải. Nếu là tồn tại mà ngay cả các thần minh đều không thể chống cự thì cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn và kéo dài như thế, đã sớm bị giải quyết hết. Nếu như không mạnh thì cũng đã sớm bị các thần minh giải quyết. Cho nên hẳn là có thần minh đang tu luyện. Viên ma vực có chín phần người tu đạo đều là thể tu. Có thể tạo ra động tĩnh thế này mà không hề có linh khí dao động, chỉ có thể là thể tu. Giờ phút này, bên trong tiên viên thôn. Thôn trưởng cùng đám người viên thọ vừa nhìn vừa cảm khái. Thực lực của ma chủ tăng lên quá nhanh. Thực lực của tiểu hắc làm thôn trưởng tiên viên thôn thôn cùng với bọn người viên thọ cảm thấy giật mình nhưng mà cũng nằm trong dự kiến của bọn họ. Thân là ma chủ, chủ nhân ma vực, nhân vật khi đó khiến toàn bộ giới vực vĩ độ cao phải kinh diễm. Sao thiên phú có thể yếu kém được chứ, lúc này động tĩnh đột nhiên biến mất. Ở cửa tiên viên thôn có một bóng người toàn thân tắm máu chậm rãi đi tới. Phía sau hắn còn kéo theo mấy con cự thú, bụi đất bốc lên ngùn ngụt cùng với tiếng vang lớn. Khi bóng dáng người tắm máu tiến vào tiên viên thôn, trong tầm mắt tất cả thành viên trong thôn, bọn họ nhìn thấy rõ ràng tiểu hắc kéo theo xác của mấy con cự thú. Cả nhóm đều cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, ma chủ không hổ là ma chủ. Quá yêu nghiệt mà. Ma thú bên trong tiên viên sơn đã chịu ảnh hưởng từ tiên viên thôn nên huyết khí cực kỳ tràn đầy. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã có thể chống lại cường giả biến huyết cảnh, đây mới chỉ là ma thú có tu vi thấp nhất. Nhưng mà ma thú thường vô địch trong cùng cảnh giới. Đánh nhau rồi sẽ có các ma thú khác ngửi được mùi máu tươi mà tụ đến. Khi vừa mới bắt đầu, ngay cả một con tiểu hắc cũng không thể chém giết được. Có đôi khi còn bị đông đảo ma thú vây công mà thất bại, được viên thọ cứu ra nhưng mà trải qua mấy ngày tôi luyện. Tiểu Hắc đã có thể đánh chết những ma thú biến huyết cảnh đó. Viên thọ tiến tới cười nói để cho ta, ta đi hầm. Máu thịt của mấy ma thú này đối với thể tu mà nói là vật đại bổ, ma thú biến huyết cảnh ma có huyết mạch chi lực cực kỳ tinh thuần. Đặt ở ngoại giới là đồ vật rất quý giá. Ban đầu đều do mấy người viên thọ tiến vào trong núi săn giết. Sau đó hầm cho tiểu hắc ăn bồi bổ thân thể tới hiện tại tiểu hắc đã có thể tự cung tự cấp tiểu hắc cười nói đa tạ viên thọ cười lắc lắc đầu chuyện ta nên làm đợi viên thọ đi rồi thông trưởng mới gọi tiểu hắc tiến vào trong phòng của mình ma chủ đại nhân mấy ngày nay hẳn là ngài không có sử dụng ma thần buông xuống quá độ đi tiểu hắc lắc lắc đầu trong quá trình nhậu đả với đám ma thú thì tiểu hắc đều dùng lực lượng thân thể thuần túy thông trưởng gật gật đầu vậy là tốt Trước đó ngươi ở địa phương khác sử dụng ma thần buông xuống, dù là chúng ta cũng cảm nhận được hơi thở. Nói vậy thì mấy kẻ phản bội ở ma vực cũng đã có điều hoài nghi. Cho nên thời gian này nhất định phải điệu thấp điệu thấp. Tiểu Hắc gật đầu nói, ta đã biết. Ngay sau đó thôn trưởng đưa cho Tiểu Hắc một quyển trục trong có chút rách nát. Tận lực ít dùng ma thần buông xuống thôi, trước đó ma chủ cứ tu luyện ma viên toái thiên kính của viên ma tộc đi. Tiểu Hắc vò đầu nói: "Mô này thích hợp với ta sao?" Thông trưởng cười nói: "Ma viên Toái Thiên kính này trước kia đã được ma chủ ngài cải tiến mới tới cảnh giới đại thành. Nói đúng ra thì ngài cũng được coi là nửa người sáng tạo thuộc này, sao lại không thích hợp tu luyện chứ? Huống hồ viên ma tộc ta vĩnh viễn đều trung thành với ma chủ, tự nhiên sẽ không giữ lại gì cả." Nghe đến đây, Tiểu Hắc mới đưa tay nhận lấy. Vừa định mở ra thì có tiếng viên thọ từ bên ngoài truyền vào. "Được rồi, có thể ra ăn." sau khi ăn thịt ma thú xong. Tiểu Hắc liền tiến vào dược trì hấp thu huyết khí trong cơ thể cùng với củng cố thể chất đã được tăng cường trong những ngày qua. Tự nhiên bên trong dược trì cũng tràn ngập hơn phân nửa thiên tài địa bảo của tiên viên thôn. Hiệu quả cực kỳ cao. Nếu không thì thực lực của Tiểu Hắc cũng không tịnh tiến đến cũng sẽ không nhanh như vậy. Thời gian 7 ngày thoảng qua trong chớp mắt. Tiểu Hắc từ bên trong dược trì bước ra. Huyết khí toàn thân đều được cô động cực kỳ cơ bắp sẽ không quá to nhưng mà lại trông giống như huyền thiết giống như một quyền nện xuống liền có thể bài sơn đảo hải ừ thân thể lại có sự tiến bộ tiểu hắc cười cười tiếp tục như vậy thì có thể có thêm nhiều lực lượng để giúp các sư huynh sư đệ khi nói tới đây khi hình ảnh một nữ tử bị giam cầm lại lóe lên trong đầu tiểu hắc tiểu hắc nhíu mày những hình ảnh chấp phá này đã xuất hiện càng lúc càng nhiều giống như là đang nhắc nhở tiểu hắc để hắn ghi nhớ sứ mệnh và thù hận của mình từng khắc từng giây tiểu hắc lẩm bẩm nói trước đó nghe nói còn có một mảnh vỡ ký ức tồn tại ở giới vực trung vĩ độ cũng đến thời điểm đi tìm nói xong liền bước ra khỏi sơn động bên ngoài sơn động có viên thọ bảo hộ thấy tiểu hắc ra tới hắn không khỏi cười nói ma chủ thân thể lại tăng cường rồi tiểu hắc gật gật đầu nói mang ta đi gặp thôn trưởng đi được tới chỗ thôn trưởng tiểu Hắc nói ra ý định của mình thông trưởng nghe xong nhíu mày nói ma chủ đại nhân ta kiến nghị ngươi tạm thời đừng đi tìm kiếm mảnh vỡ ký ức bởi vì một khi tìm được e là sẽ khiến cho đám kẻ phản bội càng chú ý hơn thực lực của ngài trước mắt nói tới đây thông trưởng lắc đầu cười mà dù ta nói thế này thì chắc chắn ngài cũng muốn đi tuy rằng tiểu hát mất đi ký ức nhưng tính cách lại không dễ dàng thay đổi tiểu hát gật gật đầu một khi đã như vậy thì để viên thọ đi cùng ngươi thôi. Có thể. Tiểu Hắc nói, trước khi đi ta muốn chiến với viên thọ một trận đã. Nhìn xem rốt cuộc mấy ngày qua rèn luyện, thực lực đã tăng được bao nhiêu. Thực lực của viên thọ có thể chống lại cường giả địa tiên cảnh đỉnh. Viên thọ nghe xong cũng cười. Một khi đã như vậy ta đây sẵn lòng phụng bồi. Hắn cũng muốn thử xem ma chủ tăng lên bao nhiêu. Khi tiểu hắc mới tới viên ma vực, cả hai từng chiến đấu qua một lần tiểu hắc không hề có khả năng đánh trả hiện giờ không biết tình huống sẽ như thế nào hai người tiến tới tiên viên đài tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên viên thôn dù các thôn dân đi săn bên ngoài hay các thôn dân tu luyện dưới thác nước đều là nghe tiếng mà đến bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của ma chủ tăng lên tới mức nào viên thọ cười nói ma chủ cẩn thận lần này ta sẽ không nương tay lên tiên viên đài rồi, vẻ mặt hàm hậu của tiểu hắc nháy mắt đã biến đổi. Thân thể hơi cong xuống. Ánh mắt tràn ngập sự cuồng bạo, chiến ý không ngừng thổi quét, nhếch miệng cười nói, đúng là muốn như vậy, tiểu hắc trong chiến đấu cùng với tiểu hắc không ở trong chiến đấu là hai người hoàn toàn khác. Ngay sau đó trước ánh mắt tò mò của thôn dân, tiểu hắc dậm mạnh xuống sàn đài, phóng nhanh về phía viên thọ. Giống như đạn pháo, dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn đến chỉ có thể loáng thoáng thấy không gian nơi bóng tiểu hắc lướt qua vạn vẹo trong chớp mắt tiểu hắc liền xuất hiện trước người viên thọ một quyền oanh ra không có ma khí cũng không có sử dụng vạn cổ ma thể có chỉ là lực lượng thân thể đơn thuần viên thọ cũng đồng dạng như thế không có chiêu thức hoa hòe loè loẹt gì cả đây là va chạm giữa thân thể cùng thân thể viên thọ cũng tung ra một quyền hai nắm tay giao phong trong không gian nháy mắt có khí lãng mãnh liệt hình thành không gian chấn động, từng tiếng nổ như tiếng sấm liên miên không dứt. Hai người giao phong không hề có chiêu thức trường rà gì, cũng không có linh khí gia trì. Có cũng chỉ là va chạm giữa thân thể cùng với thân thể thôi. Là giao phong thuần túy giữa hai thể tu. Dù viên ma tộc hay tiểu Hắc đều có vẻ cực kỳ hưng phấn khi được chiến đấu, các thôn dân bên dưới tiên viên đài đều có thể xem thấy. Trên mặt tiểu Hắc và Viên Thọ đều tràn ngập sự vui vẻ. Giờ phút này, chỉ trong chớp mắt mà tiểu hắc đã xông đến trước mặt viên thọ tung ra một quyền dùng xác thịt xuyên thấu không gian mà công kích viên thọ viên thọ nhếch miệng cười không tránh không né không hề nương tay chút nào tung ra một quyền nghênh đón hai quyền giao phong không gian nứt toát quyền mang lôi âm nhưng mà viên thọ là cường giả địa tiên cảnh đỉnh hiện giờ tiểu hắc vẫn không cách nào chống lại nằm trong dự kiến tiểu hắc lập tức bay ra ngoài nhưng mà lúc này tiểu hắc lại thành công để thân thể của mình dừng ở mép tiên viên đài. Cũng không có bị đánh bay khỏi đài. Đồng thời còn nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân dậm mạnh một cái, toàn bộ tiên viên đài rung rẩy kịch liệt trong khoảnh khắc này. Giống như sơn băng địa liệt, mượn dùng lực phản chấn, tiểu hắc tiếp tục phóng về phía viên thọ, viên thọ hô to một tiếng thống khoái. Trong khoảnh khắc tiểu hắc lao ra hắn lại thu hồi cánh tay, đầu gối bộ hơi cong lực từ chân truyền đến toàn thân, bả vai hắn ầm ầm đánh tới tiểu hắc. Thôn dân bên dưới thấy thế cũng không khỏi có chút lo lắng. Viên thọ ca không nương tay chút nào sao? Như vậy có hơi quá mức hay không? Với thực lực của viên thọ ca, e là sẽ trực tiếp khiến hắn trực tiếp đánh hắn trọng thương đi. Nhưng cũng có người đưa ra ý kiến phản đối. Ma chủ kiêu ngạo, không cho phép đối phương nương tay. Huống hồ chỉ có chiến đấu thế này mới có thể bước ra tiềm năng bản thân lúc này tiểu hắc gầm lên giận dữ. Trong lúc nhất thời ma uy cuồn cuộn, tuy rằng cố tình áp chế ma uy nhưng trong lúc lơ đãng lại toát ra một ít. Cũng chính là một ít này khiến huyết mạch viên thọ bị áp chế, viên thọ khẽ nhíu mày, thân thể hơi ngừng nhưng vẫn mạnh mẽ đánh tới tiểu hắc. Nắm tay nện vào bả vai viên thọ. Tiểu hắc chỉ cảm thấy tay mình như nện vào một mặt thuẫn không thể nào phá hủy. Đối phương cũng không hề dao động chút nào, đồng thời có một cổ lực lượng to lớn từ vai truyền đến khiến tiểu hắc không cách nào phản kháng, hắn lại bay ngược ra ngoài lần nữa. Máu tươi vẫy ra giữa không trung. Dần dần hai tròng mắt tiểu hắc cũng bắt đầu tràn ngập màu máu, thân thể mạnh mẽ dừng lại giữa không, hắn nhếch miệng rống to, phát ra tiếng rống giống như một con cự thú, ngay sau đó hai chân hơi cong xuống, bỗng nhiên đạp một bước thật mạnh trong không gian. Không gian xuất hiện từng gợn sóng. Như một con mảnh thú thoát ly khỏi nhà giam phóng thích lực lượng, Tiểu Hắc mang theo ý chí không sợ thần không sợ ma, quyết tâm ngọc nát đá tan. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trước mặt Viên Thọ. Đôi tay trực tiếp bắt được bả vai Viên Thọ. Viên Thọ bị ma uy làm tâm thần chấn động. Tâm thần thất thủ liền bị Tiểu Hắc kéo vai quăng ngã, hung hăng nện xuống sàn tiên viên đài. Nhưng mà hắn không hề tạm dừng chút nào. Tiểu Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai tay có gân xanh nổi lên từng bó cơ bắp nối tiếp nhau hiện lên giống như những con dung to bò bò. Hắn nâng viên thọ qua đỉnh đầu ngay sau đó quặn thật mạnh xuống phía dưới. Đồng thời sau lưng viên thọ, đầu gối tiểu hắc co lại hung hăng đâm ra. Viên thọ thấy thế hai tay từ sau thò ra đỡ lấy đầu gối tiểu hắc. Ngay sau đó giơ một chân đá vào vai trái tiểu hắc. Rắc rắc, tiếng xương vỡ không ngừng vang lên, sắc mặt tiểu hắc tức khắc biến đổi, chỉ là ý chí cường đại cùng với sự kiêu ngạo của ma chủ để hắn không phát trống vì đau đớn. Hắn lại bị đá bay ra ngoài lần nữa, thân thể viên thọ trong khoảnh khắc này giống như là một viên hầu linh hoạt, hai tay chống đất nhanh chóng đuổi theo tiểu hắc, trong quá trình tiểu hắc còn đang bay ngược thì hắn đã xuất hiện phía trên thân thể tiểu hắc. Không hề có chút do dự. Song quyền đồng thời oanh ra, đánh thẳng vào ngực tiểu hắc, phục, sắc mặt tiểu hắc đỏ lên, đôi mắt mở to, đồng tử hơi co lại một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, thân thể phản công như con tôm hung hăng nện xuống tiên viên đài. ầm, um, tiên viên đài cũng chia năm sẻ bảy trong khoảnh khắc, lấy điểm tiểu hắc va chạm của làm trung tâm lún xuống, vô số vết nước lan rộng bốn phía. Mọi người thấy thế không khỏi lo lắng, mau, mau cứu người, thật sự không nương tay nha. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu thật sự xảy ra thì phải làm như thế nào mới ổn thỏa đây? Vừa dứt lời liền có thôn dân muốn vọt tới nhưng mà lúc này thôn trưởng lại quát to dừng lại hấp tấp bột chột còn ra thể thống gì nữa hấp tấp bột chột sao đã đánh tới mức muốn mạng rồi kìa cũng trong khoảnh khắc này một đạo hắc tuyến từ chỗ lõm trên đài lao ra bóng dáng tiểu hắc lại xuất hiện trên không trên thân thể có năm loại hoa văn đồng thời lóng lánh vạn cổ ma thể đây cũng không phải tiểu hắc muốn dùng mà là trong tình huống vô thức bị kích phát thân thể hơi to ra thêm một vòng thấy thế, thế Viên thọ nhếch miệng cười to, thống khoái, ngay sau đó lại nên đón tiểu hắc lần nữa. Quyền cước không ngừng giao phong. Tiên viên đài không ngừng rung rẩy, không gian thường xuyên xuất hiện gợn sống. Tuy rằng tiểu hắc không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Mỗi một lần giao phong miệng đều sẽ phun máu tươi. Dù cả người tắm máu nhưng chiến ý trên người tiểu hắc càng ngày càng mạnh, lực lượng thân thể không chút nào yếu bớt, ngược lại càng chiến càng dũng mạnh. Trước đó lúc ở giới vực vĩ độ cao, có người đánh giá ma vực thế này tình nguyện treo chọc thế lực cấp thiên chủ cũng sẽ không chọc giận ma vực bởi vì trên dưới ma vực đều là kẻ cùng chiến đấu chủ nhân ma vực càng giống như một kẻ điên ngay cả thế lực cấp thiên chủ cũng sẽ không dễ dàng treo chọc mọi người nhìn lên tiên viên đài từ mặt trời chói chang treo cao đến khi trăng non trồi lên trận chiến mới kết thúc với kết quả là tiểu hắc nằm dài trên phế tích tiên viên đài không biết bao nhiêu đoạn xương cốt của tiểu hắc đã bị đánh nát. Có thể nói, toàn thân trên dưới, không có một cái hoàn hảo địa phương, khi mọi người nhìn về phía viên thọ thì cũng hơi sửng sốt. Bởi vì hơi thở của viên thọ lại có chút không ổn định, đồng thời trên người cũng bị một ít vết thương. Phải biết rằng viên thọ chính là cường giả địa tiên cảnh đỉnh. Còn tiểu hắc đâu, hiện giờ chỉ có thể chống lại cường giả biến huyết cảnh. Trên lệnh bao nhiêu cảnh giới, thế mà lại cứng rắn chiến đấu với viên thọ suốt một ngày, còn làm hắn bị thương nữa, đây là thiên phú kiểu gì? Thông trưởng cũng vất vất tay. Trong tay lập tức xuất hiện một đoàn nước thuốc tản ra huyết khí nồng đậm, đây là nước thuốc luyện chế từ tinh huyết của các loại ma thú địa tiên cảnh cùng với tinh huyết của một ma thú thiên tiên cảnh, tăng thêm các loại thiên tài địa bảo luyện chế thành, trực tiếp bao trùm toàn thân tiểu hắc. Đang không ngừng chữa trị thân thể cùng với tăng cường thân thể hắn bên trong trường sinh giới. Lục trường sinh đã khoanh chân ngồi bên cây liễu một tháng. Trong thời gian một tháng này hắn quy nạp tổng hòa hết tất cả lực lượng mà mình am hiểu, hiện giờ cũng đã có vài ý tưởng. Tạm thời không nói tới thể chất, dù sao đều là thể chất đứng đầu rồi. Sau đó xem xét xem bản thân am hiểu cái gì, cuối cùng lục trường sinh tổng kết ra được. Mình am hiểu kiếm đạo, thương đạo, luân hồi chi đạo, thiên lôi chi đạo, sinh tử chi đạo, không gian chi đạo. Hừ. Sau khi Lục Trường Sinh tổng kết xong thì không khỏi đau đầu. Trước khi tổng kết hắn cảm thấy bản thân mình không có am hiểu gì hết. Sao đến bây giờ cảm giác cái gì mình cũng biết đâu, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu muốn dung nhập nhiều quy tắc chi lực như vậy vào trong một công pháp, hắn chỉ có thể sáng tạo ra một công pháp có tính dung nạp cường đại. Loại công pháp này phải rất cơ bản. Sẽ không gây tẩu hỏa nhập ma cũng không có quá nhiều hạn chế người nào cũng có thể tu luyện nhưng lại bởi vì tính kim dung quá lớn chỉ có người có thể tu luyện nhiều loại quy tắc chi như lục trường sinh hoặc là nhiều loại công pháp mới có thể phát huy ra uy lực cực hạn của loại công pháp có thể nói loại này công pháp này yêu cầu rất thấp nhưng hạn mức lại cực kỳ cao ai cũng có thể tu luyện nhưng mà có thể đạt tới cực hạn e là cũng chỉ có một mình lục trường sinh thôi còn đan đạo cùng trận đạo và phù triện chi đạo thì tạm thời không cần tính ở trong đó. Dù sao đây là ba loại chức nghiệp bất đồng. Nghĩ đến đây. Lục trường sinh liền bắt đầu suy nghĩ công pháp. Đầu hắn bắt đầu sắp xếp, kết hợp các loại thiên địa quy tắc, muốn tìm một điểm cân bằng bên trong đó. Chuyện này giống như đặt một một đám lửa cùng một bãi nước cho vào trong một cái chai. Có thể là nước sẽ dập tắt lửa hoặc là lửa làm nước bốc hơi điều này đại biểu cho sự thất bại nhưng một khi diễn hóa thành lửa trong nước hoặc nước trong lửa thì thành công đây là một quá trình dòng cho nên lục trường sinh cho bản thân thời gian 3 tháng nếu để những người khác biết được ý tưởng của lục trường sinh e là một đám sẽ đập đầu vào đá để tự sát người khác tự nghĩ ra công pháp đều tốn hơn phân nửa cuộc đời một đường thôi diễn lý giải sau đó lại dùng nửa đời sau để hoàn thiện tra lậu bổ khuyết cuối cùng mới có khả năng thành công, mà phần lớn đều là công pháp tàn khuyết, còn lục trường sinh thế nào, tự nghĩ ra công pháp có độ khó cao đến vậy mà cũng chỉ cho chính mình thời gian 3 tháng thôi, còn cho rằng này 3 tháng đã dài rồi, quả thực là không cho người ta sống. Bên kia, ở giới vực trung vĩ độ, bên trong bí cảnh thiên kiếm phong, Diệp Thu Bạch đã tới pho tượng cuối cùng. Sau khi Diệp Thu Bạch tay cầm tinh vẫn kiếm chế một kiếm tới phía trước, đánh nát công kích mà pho tượng cuối cùng phóng xuất ra rốt cuộc hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở ra tươi cười tốn nhiều thời gian như vậy cuối cùng cũng luyện thành cũng trong một khắc này chính pho tượng bên trong đại điện lại tản mát ra kiếm quan nhàn nhạt từng sợi kiếm quan hóa thành từng cột sáng sôi nổi bắn ra rồi tụ ở trung tâm đại điện thấy thế diệp thu bạch xoay người nhìn có một bóng mờ đang chậm rãi thành hình trong bóng mờ giống hệt mấy pho tượng trong tay cầm một thanh kiếm, hình như là kiếm gỗ. Thân mặc áo bào trắng. Cho dù là bóng mờ nhưng Diệp Thu Bạch cũng có thể nhìn thấy được kiếm ý ngang dọc trong đôi mắt. Cổ kiếm ý này ngay cả hắn đã tới kiếm đạo siêu phàm cảnh cũng không cách nào sánh được, chỉ là hai mắt có chút quen thuộc. Diệp Thu Bạch cũng không có nghĩ nhiều, chấp tay nói, tiểu bối Diệp Thu Bạch, đa tạ tiền bối truyền thừa. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân bóng mờ tự nhiên là tổ sư sáng lập thiên kiếm phong bóng mờ có gương mặt cực kỳ hư ảo nhưng cặp mắt lại cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt như kiếm sắc, chớp mắt liền nhìn thấu nội tâm của Diệp Thu Bạch. Ngươi có thể tiến vào nơi đây và đi tới một bước này đại biểu cho ngươi có thể chất đồng dạng với bổn chủ, hỗn nguyên kiếm thể. Diệp Thu Bạch gật gật đầu. Hỗn nguyên kiếm thể đúng là lời cây liễu nói. Chính là thể chất thích hợp tu luyện kiếm đạo nhất trong vũ trụ này. Không gì sánh nổi người có được loại thể chất không một ai không phải là vương giả kiếm đạo. Vậy ngươi có muốn bái bổn chủ làm sư phụ, bóng mờ nói thẳng vào vấn đề chính. Diệp Thu Bạch hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó không chút do dự, lắc lắc đầu cười nói, tiền bối, ta đã có sư tôn. Nếu như truyền thừa này chỉ có bái ngài làm sư phụ mới có thể tu luyện, vậy sau này ta sẽ không sử dụng nữa. Thậm chí vứt bỏ hết chỗ tốt đã đạt được ở nơi đây đối với dịp thu bạch mà nói nếu đã đã bái lục trường sinh làm sư phụ thì không có khả năng lại đầu nhập vào môn hạ những người khác bóng mờ nghe xong cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn cũng không có tức giận mà chỉ bình tĩnh gật gật đầu rất tốt kiếm tu chắc chắn phải có phẩm tính này đã quyết định chuyện gì liền thẳng tiến không lùi vĩnh viễn không thay đổi mới có thể không mất đi sự sắc nhọn của kiếm trong tay mình như thế bổn chủ cũng sẽ không bức bách ngươi nếu ngươi đoạt được truyền thừa đó chính là duyên phận. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, đây là duyên giữa ta và ngươi. Nói tới đây, bóng mờ trầm ngâm một lát sau đó ngón tay chỉ về vị trí giữa hai chân mày của Diệp Thu Bạch. Một tiểu kiếm do lực lượng thần hồn ngưng tụ thành chui vào trong đầu Diệp Thu Bạch, đây là một tia thần hồn của bổn chủ, ngày sau thực lực của ngươi đạt tới cấp độ có thể đến giới vực vĩ độ cao, ngươi có thể dùng nó để tìm ta. Danh xưng của ta là thanh vân kiếm chủ bóng mờ nói xong liền biến mất tại chỗ thanh vân kiếm chủ diệp thu bạch lắc đầu bật cười thật sự đúng là duyên phận hai người đều có hỗn nguyên kiếm thể danh hào lại giống nhau như thế ở mang hoang giới vực diệp thu bạch sáng lập một tông môn chính là thanh vân kiếm tông cũng được người ta xưng là thanh vân kiếm thánh ngay sau đó Diệp Thu Bạch không lưng hướng về vị trí Thanh Vân kiếm chủ biến mất một cái rồi mới xoay người rời khỏi đại điện. Giờ phút này, bên ngoài bí cảnh. Tông chủ thiên kiếm phong phong hoắc chính hành vẫn đang canh giữ. Hoắc chính hành đột nhiên mở mắt kinh dị nhìn về phía tấm bia đá bị dây leo xanh biết bao trùm, những sợi dây leo lại đang không ngừng rơi ra. Sau khi cảm thấy kinh dị thì trên mặt hoắc chính hành lại tràn ngập sự vui mừng. Trước đó hắn đã nói với Diệp Thu Bạch nếu vẫn không có người đạt được truyền thừa thì không cách nào thanh trừ đám dây leo này. Chỉ khi nào có người đạt được truyền thừa thì bọn chúng mới có thể rơi xuống, hiện giờ rơi xuống liền đại biểu cho Diệp Thu Bạch đã thành công, đang lúc Hoắc Chính Hành vui sướng thì Diệp Thu Bạch chậm rãi đi ra khỏi bí cảnh. Hoắc Chính Hành lập tức tiến tới vỗ vỗ bả vai Diệp Thu Bạch, cười to nói, tốt. Tiểu tử tốt lắm. Thật sự để cho ngươi thành công, Diệp Thu Bạch mỉm cười, gật gật đầu đáp, may mắn mà thôi khiêm tốn làm cái gì chứ? Hoắc Chính Hành cười nói, được rồi, theo ta, ta giao bội kiếm của lão tổ cho ngươi. Sau đó là thời điểm nên thông tri toàn bộ thiên kiếm phong. Thiên kiếm phong chúng ta sẽ không tiếp tục tĩnh lặng nữa, truyền thừa xuất hiện, thiên kiếm phong không cần tiếp tục điệu thấp. Hoắc Chính Hành cũng tính toán công bố chuyện này, dùng để khích lệ, khiến các đệ tử thiên kiếm phong phấn chấn tinh thần. Sau khi rời khỏi bí cảnh, Hắc chính Hành mang theo Diệp Thu Bạch đi tới tàn kiếm các của Thiên Kiếm Phong. Tàn kiếm các là nơi quan trọng nhất Thiên Kiếm Phong ngoại trừ bí cảnh. Bản thân lầu các chính là một tòa kiếm trận. Diệp Thu Bạch ngẩng đầu liền có thể loáng thoáng cảm nhận được có vô số kiếm ý vần quanh gác mái. Từng tia từng sợi kiếm ý giống như có thể khiến trời sập đất nứt, phiên sơn đảo hải, trảm phá trời cao, dù hiện tại kiếm đạo của Diệp Thu Bạch đã bước vào cảnh giới siêu phàm cũng cảm giác kiếm ý của mình chẳng so được. Bởi vì sự chênh lệch thật sự quá lớn. Hình như đoán được Diệp Thu Bạch đang suy nghĩ gì. Hoắc Chính Hành cũng không quay đầu mà giải thích tòa kiếm trận này là tổ sư lưu lại vào lúc cuối, ngay cả đại trận hộ sơn cũng không bằng tàn kiếm cắt. Diệp Thu Bạch khẽ gật đầu. Ở cửa tàn kiếm cắt có hai lão giả ôm kiếm khoanh chân ngồi. Khi Hoắc Chính Hành tiến vào nơi này, đối mặt với hai vị lão giả cũng phải cung kính chắp tay nói, Hoắc Chính Hành tham kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão của Thiên kiếm phong đều là các phong chủ tiền nhiệm. Có thể nói hai tên thái thượng trưởng lão này là tồn tại đỉnh cấp ở Thiên kiếm phong, đều có tu vi đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ. Hai lão giả vẫn chưa mở mắt, nhàn nhạt hỏi: Tông chủ tới đây có chuyện gì? Nếu chỉ tiến vào tàn kiếm các thì tự mình tiến vào là được, cần gì phải quấy rầy hai người chúng ta đây? Hoắc Chính hành cười nói: Chuyện này cần có nhị lão mới làm được. A, à, cần chúng ta mới có thể làm được hai vị thái thượng trưởng lão đều mở mắt ra trong mắt có chút kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ phải biết rằng với lịch duyệt của hai vị thái thượng trưởng lão không có bao nhiêu chuyện có thể khiến hai vị lão nhân kinh ngạc chuyện cần bọn họ mới có thể làm được không thể nghi ngờ chính là tiến vào tầng cao nhất ở tầng cao nhất lưu giữ bội kiếm mà tổ sư sáng lập thiên kiếm phong lưu lại có thể nói là một thanh kiếm có cấp bậc cao nhất ở giới vực trung vĩ độ hiện tại hỗn nguyên tiên kiếm phẩm cấp thiên tiên đỉnh, chính hành, ý của ngươi là. Hoắc chính hành mỉm cười, cực cực đầu nói thần kiếm không nên phủ bụi trần. Ngay sau đó để Diệp Thu Bạch tiến tới, nói Diệp Thu Bạch đã nhận được truyền thừa của lão tổ, bội kiếm mà năm đó lão tổ lưu lại cũng nên do hắn phủi đi cho bụi. Nghe đến đây. Hai tên thái thượng trưởng lão đều có vẻ kích động. Đã rất lâu rồi không có người đạt được truyền thừa của lão tổ. Hiện giờ rốt cuộc xuất hiện một thiên kiêu đạt được, Sao hai người bọn họ có thể không kích động chứ? Vì sao hai vị thái thượng trưởng lão lại tự mình cố thủ tàn kiếm cát? Thứ nhất là vì bảo hộ bội kiếm mà lão tổ lưu lại. Thứ hai là muốn tận mắt chứng kiến. Chứng kiến xem rốt cuộc là ai sẽ lấy được Hỗ Nguyên Tiên kiếm mà lão tổ lưu lại. Hai người nhìn nhau cười to. Tốt. Rất tốt, chung quy thiên kiếm phong ta vẫn chờ được người, còn phẩm hạnh của Diệp Thu Bạch như thế nào, có thể cầm truyền thừa thiên kiếm phong xong rồi liền chạy mất hay không? hai vị thái thượng trưởng lão không cần suy xét. Bởi vì chuyện này tự nhiên do hoắc chính hành suy xét rõ ràng trước rồi. Sẽ không dùng tương lai của tông môn mình làm trò đùa. Ngay sau đó hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời niết ấn xua tan kiếm ý quay chung quanh cửa tàn kiếm cát, phất tay một cái. Cửa lớn phát ra tiếng, ầm ầm, chậm rãi mở ra hai bên. Hai vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu đi vào. Hoắc Chính Hành và Diệp Thu Bạch cũng theo sát phía sau tàn kiếm các chia làm chín tầng. Tầng thứ nhất có không gian rộng nhất. Càng lên cao thì không gian càng không ngừng thu nhỏ lại. Đồng thời ở mỗi một tầng đều có công pháp tương ứng. Khi bốn người tiến đến cửa vào tầng thứ 9 thì nhìn thấy nơi này có hai tiên khôi, tiên khôi ngồi trên cầu thang xoắn, không tản ra một chút hơi thở nào nhưng trong ngược lại ôm một thanh kiếm. Hoắc Chính Hành giải thích, hai tiên khôi này đều có thực lực thiên tiên cảnh sơ kỳ, một khi có người muốn mạnh mẽ xông vào bọn chúng sẽ được khởi động. Lại là hai tiên khôi thiên tiên cảnh sao? Diệp Thu Bạch hơi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ. Hai vị thái thượng trưởng lão thiên tiên cảnh trung kỳ, tông chủ Hoắc Chính Hành đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ, còn có hai tiên khôi có thực lực thiên tiên cảnh sơ kỳ. Cộng thêm kiếm trận của tàn kiếm các. Với thực lực mà Diệp Thu Bạch đang được chứng kiến, e là thiên kiếm phong đã bị người ngoại giới xem nhẹ rồi thế lực nhị lưu sao trong mắt diệp thu bạch thì thiên kiếm phong có đủ khả năng tiến vào hàng ngũ thế lực nhất lưu lúc này hoắc chính hành cùng hai vị thái thượng trưởng lão sống vai đứng ba người nhìn nhau đồng thời lấy một khối ngọc khí ra ngọc khí trông như một thanh tiểu kiếm có màu xanh biếc trong trẻo bên trong còn loáng thoáng có kiếm ý trí mạng du đảng hình như đồng nguyên với kiếm ý trong kiếm trận tàn kiếm cắt Khoảnh khắc ba người lấy ngọc khí ra thì đôi mắt vốn là lỗ thủng của hai tiên khôi có từng đợt từng đợt kiếm mang hiện lên, thân thể cứng đờ đứng dậy đi sang hai bên, tránh đường cho người tiến đến. Hoắc Chính Hành cười cười nói, được rồi, Thu Bạch, đi vào thôi. Diệp Thu Bạch gật gật đầu đi lên cầu thang xoắn. Không biết đi hết bao lâu, cảm giác như thang xoắn này không có điểm cuối, thông thẳng vào bên trong tầng mây. Sau một nén nhang hắn mới đi đến một căn phòng nhỏ bên trong phòng không hề có vật trang trí gì. Sàn bằng gỗ, khi dẫm lên phát ra tiếng cót két. Mặt tường có lát đá hơi gồ ghề. Hết thảy trong không hòa hợp với tàn kiếm các tráng lệ huy hoàng, dấu giếm sát cơ này. Trong căn phòng có một giá đặt kiếm. Trên giá bày một thanh kiếm dài. Kiếm ý trên trường tựa như đang lôi kéo dịp thu bạch tiến đến gần. Dịp thu bạch cũng không có từ chối chậm rãi tiến về giá kiếm cuối đầu nhìn thì thấy thanh kiếm lại không có kiếm cách, toàn thân kiếm có màu xanh, phát ra ánh sáng hàng thiết. hàng quan cùng với thân kiếm xanh biết lại giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. lục quan xoay chuyển quấn quanh thanh trường kiếm không có kiếm cách này. diệp thu bạch vương tay vuốt ve thân kiếm, kiếm mang giống như tiểu cẩu vui vẻ quấn quanh bàn tay diệp thu bạch dọc theo cánh tay truyền khắp toàn thân hắn. tự hồ cảm nhận được hơi thở đồng nguyên vậy. chính là bởi vì hỗn nguyên kiếm thể. Linh kiếm có linh, tiên kiếm có tiên. Tiên linh của kiếm tự nhiên có thần trí cao hơn một cấp. Diệp Thu Bạch vừa khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt mang theo ý cười nói, ngươi nguyện ý đi theo ta sao, hình như là nghe được lời Diệp Thu Bạch. Hỗn nguyên tiên kiếm đột nhiên bay lên uống lượng ba vòng quanh Diệp Thu Bạch rồi rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Diệp Thu Bạch nắm lấy chui kiếm nhẹ nhàng vung một cái kiếm khí tức khắc điên cuồng tuôn ra, không gian trong tàn kiếm cắt cũng không ngừng rung động trong khoảnh khắc này, không hổ là kiếm cấp bậc thiên tiên. Nhưng mà vẫn quen dùng tinh vẫn kiếm hơn nha, đột nhiên dùng kiếm này cảm giác hơi ngắn. Dù sao tinh vẫn kiếm là kiếm dài. Hình như nghe được Diệp Thu Bạch thầm thì. Hổ Nguyên Tiên kiếm trực tiếp thoát khỏi bàn tay Diệp Thu Bạch, một lần nữa dừng trên giá kiếm. Diệp Thu Bạch thấy thế không nhịn được mà bật cười. Kiếm này còn có tính cách đã có người thu được truyền thừa trong bí cảnh. Tin tức giống như dịch bệnh, dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Phong, phải biết rằng truyền thừa của Tổ sư Thiên Kiếm Phong đã ở bí cảnh rất lâu. Trước đây đều không có người nào đạt được, bất kể là các đời tông chủ hay là Thiên Kiêu Thiên Kiếm Phong đều không đạt được truyền thừa trong truyền thuyết kia, hiện giờ thế mà có người đạt được rồi, chuyện này tự nhiên nhất lên một cơn sóng lớn, thực sự có người nhận được truyền thừa của Tổ sư sao? Ừ. Ta nghe sư tôn nói trước kia hắn ở tầng thứ 8 tàn kiếm các lĩnh ngộ công pháp nhận thấy được trên tầng thứ 9 có động tĩnh tầng thứ 9. Bội kiếm của lão tổ sao? Đó chính là truyền thừa xuất hiện. Bởi vì chỉ người có được truyền thừa của lão tổ thì mới có thể kế thừa tiên kiếm, cũng không biết nữa, rốt cuộc truyền thừa là công pháp hay kiếm pháp. Bất kể thế nào thì điều kiện thu hoạch truyền thừa hà khắc như thế, truyền thừa tuyệt đối sẽ không đơn giản, các đệ tử trên dưới thiên kiếm phong cùng với trưởng lão đều đang đàm luận rốt cuộc người đạt được truyền thừa là ai đến tục cùng là tồn tại phương nào mà thể nhận được truyền thừa vạn năm qua chưa từng có người đạt được đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang tò mò truyền thừa của tổ sư là gì vì trong bí cảnh thiên kiếm phong cũng chỉ có chính pho tượng thôi không có hỗ nguyên kiếm thể thì không cách nào kích hoạt pho tượng vô số người tò mò không thôi trong chính pho tượng đó cất giấu điều gì đang lúc mọi người tò mò thì phong chủ hoắc chính hành tập hợp tất cả trưởng lão và đệ tử đến chủ phong. Tất cả mọi người đều vội vàng tiến đến chủ phong, chỉ trong thời gian nửa nén nhang đã tập kết xong. hoắc chính hành đứng ở giữa không trung nhìn các đệ tử phía dưới, cất cao giọng nói, hiện tại, bổn tọa muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Chúng đệ tử đều ngừng hô hấp, nghiêng tai lắng nghe. Bí cảnh thiên kiếm phong, cũng chính là nơi có truyền thừa mà tổ sư lão tổ sở lưu lại, rốt cuộc hôm nay đã có người đạt được. Tuy rằng đã biết được tin tức này rồi nhưng khi nghe tông chủ tự mình nói ra các đệ tử vẫn cảm thấy kinh ngạc. Có đệ tử lên tiếng hỏi, tông chủ, không biết truyền thừa là thứ gì, mọi người nghe hỏi vấn đề này đều gật gật đầu. Đây chính là vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất lúc này, hoặc chính hành cười nói là kiếm pháp, có thể cho Diệp Thu Bạch biểu thị một lần. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Diệp Thu Bạch đằng sau. Diệp Thu Bạch thấy thế, gật gật đầu tiến về phía trước, Lấy ra một thanh trường kiếm xanh biết không có kiếm cách, kiếm mang xanh biết trong khoảnh khắc uống lượng quanh thân Diệp Thu Bạch, sắc nhọn đến cực điểm. Kiếm mang uống lượng giống đang cắt xén không gian chung quanh, dẫn tới không gian như bị bỏng cháy xuất hiện từng gợn sóng, là Hỗ Nguyên tiên kiếm, chúng trưởng lão đều biết đến thanh kiếm cấp bậc thiên tiên trong truyền thuyết này. Diệp Thu Bạch vừa định xuất kiếm, thi triển Hỗ Nguyên kiếm pháp thì có một đệ tử bước ra, cao giọng dò hỏi: "Diệp huynh, biểu thị bình thường cũng khó nhìn ra ảo diệu của kiếm pháp, không bằng để ta bồi ngươi thử kiếm." mọi người thấy nam tử đứng ra này đều kinh ngạc. Là trang tử đống, đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão, thiên phú và thực lực đều xếp nhóm đầu trong các đệ tử thiên kiếm phong ta, nghe nói một năm trước hắn đã đột phá đến kiếm đạo vô thượng chi cảnh rồi. Thực lực đạt tới nửa bước trọc tiên, đúng vậy, trang tử đống chính là người có thể sánh vai với đệ tử thân truyền của tông chủ. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch cười nói, có thể đúng lúc hắn cũng muốn thử xem với thực lực hiện tại của mình có thể thi triển ra mấy phần uy lực của hỗn nguyên kiếm pháp có một người giúp hắn thử kiếm cũng không phải không được trang tử đóng lấy ra một thanh tế kiếm tế kiếm vô cùng sắc bén giống như hoàn toàn vứt bỏ hết tất cả phòng ngự đẩy công kích sắc nhọn tới cực hạn đây cũng là chỗ đáng sợ của trang tử đóng hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự chỉ tập trung vào chuyện sát phạt có thể nói kiếm của trang tử đống hoàn toàn là một thanh kiếm giết chóc thuần túy loại người này ở trong thực chiến thường có biểu hiện cực kỳ khủng bố sức chiến đấu càng cường đại diệp huynh mong chỉ giáo trang tử đống khẽ nâng cổ tay tế kiếm chỉ thẳng về phía diệp thu bạch tư thái này chính là hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự sát khí cùng kiếm ý dung hợp một cách hoàn mỹ trong khoảnh khắc này trở thành sát phạt kiếm ý không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào thổi quét diệp thu bạch cảm nhận được cổ kiếm ý đặc thù này. Diệp Thu Bạch hơi rùng mình. Quả nhiên ở thiên kiếm phong có không ít thiên kiêu. Trang tử đống này là một người có thực lực xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ mà Diệp Thu Bạch từng gặp. Diệp Thu Bạch gật gật đầu, cũng bày ra tư thế chuẩn bị. Sắc mặt trang tử đống thay đổi, nụ cười ấm áp ngay lập tức chuyển thành sát ý nghiêm nghị, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ, khi mọi người phản ứng kịp thì bóng dáng trang tử đống đã xuất hiện trước người Diệp Thu Bạch, không tới năm bước, khủy tay hơi công, tế kiếm trong tay đâm thẳng tới Diệp Thu Bạch, sát phạt kiếm ý được áp súc tới cực hạn hóa thành cơn lốc đâm xuyên không gian hướng tới Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch xem mà tròng mắt hơi co lại, không hề dám xem thường đối phương. Hỗn nguyên tiên kiếm trong tay thi triển thức mở đầu. Kiếm ầm ầm chém về phía tế kiếm trong tay trang tử đóng. Kiếm khí hóa rồng phát ra từng tiếng rồng ngâm, kiếm ý xoay chuyển đâm thẳng tới trang tử đóng, đây chính là hỗn nguyên kiếm pháp sao, mọi người thấy một màn như vậy. Người ở đây đều là kiếm tu sao có thể không phát hiện ra điểm bất phàm bên trong kiếm pháp mà tổ sư lưu lại chứ. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một mặt nhưng ảo diệu bên trong đã khiến cho bọn họ phải kinh hãi sắc mặt trang tử đóng trở nên lạnh hơn, tế kiếm trong tay bỗng di chuyển nhanh hơn trong khoảnh khắc này. Lợi dụng phong chi thế dùng tốc độ càng nhanh hơn mà đâm tới dịp thu bạch, sát ý, kiếm ý vô thượng chi cảnh, phong chi ý ba loại ý cảnh lại dung hợp một cách hoàn mỹ trong khoảnh khắc hình thành kiếm thế có tốc độ càng nhanh càng sắc nhọn hơn hai người ầm ầm chạm vào nhau một mũi mâu xuất hiện va chạm cùng với kiếm long không gian dao động dư ba nổi lên bốn phía kiếm ý lấy chỗ giao nhau làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phương tám hướng cây cối đá to trên núi cuồn cuộn gãy đổ rơi xuống hóa thành vụn gỗ cùng với bộ phấn mọi người kinh hãi xem tình cảnh chiến đấu. Chỉ thấy mũi mâu do sát ý hội tụ thành bắt đầu xuất hiện vết nứt, trang tử đóng cũng biến sắc. Một kích này hắn không hề nương tay, hắn chỉ nghĩ muốn dùng toàn lực để thử xem kiếm pháp mà tổ sư truyền thừa rốt cuộc lợi hại đến mức nào, thế mà một kích mạnh nhất của hắn lại bắt đầu rách nát ở chiêu thứ nhất, khi vết nứt xuất hiện thì mũi mâu cũng theo đó mà tan vỡ, hỗn nguyên kiếm long tản ra từng trận kiếm rít, tiếp tục phóng tới giờ phút này ở địa giới thiên kiếm phong. Kiếm khí mãnh liệt, tiếng kiếm ngân vang không dứt, vô số kiếm ý hóa thành từng thanh cự kiếm không ngừng phiêu đảng. Mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này. Sắc mặt đều tràn ngập sự kinh hãi. Trang tử đóng là đệ tử thiên kiêu của thiên kiếm phong, chỉ đứng sau đệ tử thân truyền của tông chủ. Thực lực đạt tới nửa bước trọc tiên, kiếm ý còn đạt tới vô thượng chi cảnh, còn dịp thu bạch thì thế nào đây, tuy rằng tu vi chỉ hợp đạo cảnh đỉnh nhưng mà kiếm ý đã đạt tới siêu phàm cảnh, huống hồ tu vi chỉ có hợp đạo cảnh đỉnh lại vượt qua một đại cảnh giới trực tiếp đánh nát một kích toàn lực của trang tử đống, rốt cuộc hắn làm như thế nào chứ, kiếm pháp truyền thừa mà tổ sư lưu lại thật sự cường tới mức này sao? Hoắc chính hành nhìn thấy cũng cười gật gật đầu. Không hổ là người có thể chất tương tự như tổ sư. Chỉ cần dịp thu bạch không chết non trên đường thì tiền đồ sẽ không thể hạn lượng, Trung quy sẽ trở thành kiếm tu đệ nhất giới vực trung vĩ độ. Không, không chỉ là ở giới vực trung vĩ độ này, hành trình của Diệp Thu Bạch tuyệt đối sẽ không ngừng ở giới vực trung vĩ độ, hoặc chính hành như thế nghĩ. Ở tàn kiếm Cát hai tên thái thượng trưởng lão lần lượt mở mắt, cảm nhận được kiếm ý xung đột ở xa xa, gật gật đầu. Thiên kiếm phong xuất hiện một nhân vật khó lường hỗn nguyên kiếm thể chính là thể chất giúp tổ sư tung hoành không một địch thủ ở giới vực trung vĩ độ khi đó, hiện giờ đến thượng giới rồi, cũng không biết sẽ như thế nào. Không đề cập tới tổ sư, chúng ta nhất định phải bảo đảm dịp thu bạch này an toàn trưởng thành. Kiếm tu có tính cách thẳng thắn nói không dễ nghe chính là cuộc cường, chuyện đã nhận định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi, với loại tính cách này rất dễ trêu chọc nhiều phiền phức. Cho nên một tên kiếm tu sẽ có rất nhiều kẻ thù trên con đường tu đạo. Vậy hai lão đông tây chúng ta tới làm người hộ đạo cho hắn đi. Nói xong, hai tên thái thượng trưởng lão đều biến mất tại chỗ. Bên kia, sắc mặt Trang Tử Đống trở nên ngưng trọng, hơi trắng ra. Ngay sau đó cười khổ thở dài, không người với Diệp Thu Bạch, đôi tay cầm kiếm ôm quyền. "Diệp huynh, ta thua." Giọng điệu bình tĩnh, không hề có chút không phục nào diệp thu bạch nghe vậy cười chắp tay đa tạ có cơ hội lại luận bàn lần nữa nhất định sau đó hoắt chính hành tuyên bố diệp thu bạch là kiếm tử của thiên kiếm phong cũng không có người nào ý kiến bởi vì diệp thu bạch chính là người nhận được truyền thừa của tổ sư hơn nữa thiên phú cường đại như thế kiếm đạo siêu phàm cảnh dùng tu vi hợp đạo cảnh chiến thắng cường giả nửa bước trọc tiên thiên phú yêu nghiệp đến mức không giống người làm cho đám kiếm tu tâm phục khẩu phục sự tình qua đi diệp thu bạch theo hoắc chính hành đi tới đại điện phong chủ hoắc chính hành lấy ra một quyển trục da dê cùng với một khối ngọc bội đặt lên trên bàn đẩy đến trước mặt diệp thu bạch diệp thu bạch vừa thấy liền sửng sốt hỏi vạn vực thi đấu sao hoắc chính hành giải thích nói vạn vực thi đấu trăm năm tổ chức một lần chính là chiến đấu xếp hạng giữa tất cả giới vực ở giới vực trung vĩ độ. Tất cả các giới vực, Diệp Thu Bạch kinh ngạc. Giới vực trung vĩ độ rông lớn thế nào, tất cả giới vực đều có thể tham dự, có phải quy mô hơi lớn rồi không, hoặc chính hành lại giải thích, thật ra cũng không phức tạp như ngươi tưởng tượng. Giai đoạn đầu của vạn vực thi đấu chính là tiến hành so đấu bên trong giới vực của mình trước, sau đó tông môn đoạt được khôi thủ liền đại biểu giới vực đi tham gia vạn vực thi đấu hẳn là ngươi cũng biết rồi thật ra các giới vực thông thường đều đã định ra xếp hạng từ lâu giống như thiên kiếm phong chúng ta không có gì để tranh cãi là thế lực mạnh nhất mảnh giới vực này đi chúng ta đây không cần tiến hành tranh đấu chỉ cần chờ đợi vòng tiếp theo của vực thi đấu bắt đầu đương nhiên trừ phi có tông môn khác bành trướng muốn tới khiêu chiến chúng ta chúng ta đây cần phải ra tay một chút dịp thu bạch nghe xong gật gật đầu theo lời hoắc tiền bối thì những lần vạn vực thi đấu trước đây thiên kiếm phong đều chưa từng tham dự, không sai. hoắc chính hành gật gật đầu, nói, tổ sư hạ lệnh, nếu không có người nhận được truyền thừa mà hắn lưu lại thì không được trương dương thế lực ra bên ngoài. Cho nên những năm qua chúng ta vẫn luôn điệu thấp hành sự. Điệu thấp hành sự còn có thể lăn lộn đến thế lực nhị lưu hàng đầu. Diệp Thu Bạch không khỏi lắc đầu bật cười, quả nhiên nội tình vốn có của Thiên Kiếm Phong đã mười phần cường đại rồi nhưng mà hiện tại. Hoắc Chính Hành chuyển giọng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Thu Bạch, nói hiện tại đã có người nhận được truyền thừa, như vậy cũng đến thời điểm thiên kiếm phong chúng ta cao điệu một trận. Nói một câu thật lòng, thời gian dài nghẹn khuất khiến ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Cho nên, Hoắc Chính Hành vỗ bả vai Diệp Thu Bạch một cái thật mạnh, cười nói, nổ điểm chút, giúp uy danh của thiên kiếm phong ta vang dội khắp các giới vực trong lần thi đấu này, Diệp Thu Bạch cũng miễn cười bảo đảm, chuyện tất nhiên rồi. Bên Thánh Phù Tông Ba tên Thái Thượng Trưởng Lão gọi một phù sinh vào. Tiểu tử Thúi, có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Một phù sinh vừa nghe liền vội vàng nói, chuyện gì, ta đang nghiên cứu phù triện đến thời khắc mấu chốt, không thể thoát thân, ba vị trưởng lão tìm người khác đi nha, thấy một phù sinh chạy mất, tiếng bước chân không ngừng đi xa. Toàn thân trưởng lão râu dài run rẩy, Hắn vươn tay ra, một cổ lực lượng vô hình kéo một phù sinh trở lại. Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này dùng mánh lới, lần vạn vực thi đấu này khen thưởng danh ngạch tiến vào tuyệt hồn thành, tuyệt hồn thành, một phù sinh lập tức ngừng giải dụa, cũng ngừng giảo biện. Ta nghĩ với tính cách của ngươi thì cũng biết tới chuyện tuyệt hồn thành đi, đương nhiên rồi, với tính cách cẩn thận của một phù sinh, ở địa phương nào hắn cũng sẽ nghe ngóng tất cả mọi chuyện có thể nghe ngóng được một cách rõ ràng. Tuy rằng tuyệt hồn thành nơi bí ẩn nhất nhưng bởi vì danh khí quá lớn nên vẫn để lộ ra một ít tiếng gió giống như tuyệt hồn thành cầm tù thần hồn của vô số đại năng, thiên địa quỷ thần, yêu ma quỷ quái, không chỗ không có, truyền thừa khắp nơi, thiên tài địa bảo đếm không hết. Càng quan trọng hơn là tiến vào bên trong sẽ cực kỳ có ích cho tu luyện thần hồn, một phù sinh cần tìm biện pháp tăng cường thần hồn của bản thân. Nhưng mà, hình như tuyệt hồn thành có chút nguy hiểm, ba tên thái thượng trưởng lão nhìn nhau. Nguy hiểm sao? Như vậy đi, chúng ta đi cùng với ngươi, bảo đảm ngươi không gặp nguy hiểm, các ngươi lừa quỷ hả, một phù sinh trợn trắng mắt nói, thực lực của các ngươi vượt qua giới hạn tuyệt hồn thành cho phép, địa phương kia chỉ cho phép tu vi dưới trọc tiên cảnh tiến vào, một phù sinh suy nghĩ chút sau đó nói để ta suy xét đã. Dụ hoặc quá lớn, nguy hiểm cũng không nhỏ. Một phù sinh phải cẩn thận đánh giá nguy hiểm bên trong. Bên trong tiên viên thôn. Tiểu hắc đã khôi phục lại. Thôn trưởng đi vào phòng tiểu hắc nhìn thân thể tràn ngập khí huyết chi lực mà đánh giá thân thể lại cường đại hơn trước rồi hắn không khỏi gật gật đầu ngay sau đó nói ma chủ ngài vẫn muốn đi tìm mảnh vỡ ký ức sao tiểu hắc gật gật đầu hình ảnh chấp vá trong đầu hắn càng ngày càng xuất hiện thường xuyên giống như đang thúc giục hắn nhanh chóng trưởng thành nhanh chóng đi tìm các mảnh vỡ ký ức khác thông trưởng bất đắc dĩ thở dài cười khổ nói đã như vậy thì ma chủ có thể đến tuyệt hồn thành nhìn xem tuyệt hồn thành sao Tiểu Hắc nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng giải thích, Tuyệt Hồn Thành là nơi cầm tù thần hồn của cường giả thượng cổ và quỷ thần trong thiên địa. Nơi đó vô cùng có khả năng có mảnh vỡ ký ức của ma chủ. Tiểu Hắc hỏi, ta phải đến đó như thế nào? Vạn vực thi đấu. Thôn trưởng nói, chỉ có ba giới vực xếp hàng đầu trong Vạn vực thi đấu mới có danh ngạch tiến vào bên trong Tuyệt Hồn Thành. Làm thế nào để tham gia? Thôn trưởng cười nói, ma chủ không cần sốt ruột chúng ta trực tiếp chờ đợi đến vòng tiếp theo là được đến lúc đó ta sẽ để viên thọ mang ngươi qua ở viên ma vực tiên viên thôn luôn là thế lực đứng đầu cũng là tồn tại được các thế lực khác ở viên ma vực tôn sùng như thần minh trước giờ tiên viên thôn chưa từng để ý tới vạn vực thi đấu gì cả đều do các thế lực khác ở viên ma vực tiến đến tham dự hiện giờ tiên viên thôn muốn tham gia các thế lực còn lại sao dám ngăn trở chứ tiểu hắc gật gật đầu đứng dậy ra cửa, thôn trưởng, ta đây tiếp tục tìm viên thọ ca luận bàn. Sắc mặt thôn trưởng biến đổi. Các ngươi, đánh nhẹ một chút. Đánh một lần thì tiên viên đài hỏng một lần, muốn tu sửa cần hao phí một lượng thiên tài địa bảo, nhưng mà sự thật chứng minh. Lời thôn trưởng nói không có tác dụng với tiểu hắc nha. Không bao lâu sau, tiên viên đài mới vừa sửa xong liền phát ra động tĩnh to lớn. Không còn cách nào, thôn trưởng cũng chỉ có thể tiến vào bên trong núi rừng. Đi tìm mấy đầu ma thú địa tiên cảnh và một đầu ma thú thiên tiên cảnh mượn chút tinh huyết. Nếu không thì trước khi vạn vực thi đấu bắt đầu, số tinh huyết lưu trữ trong kho hàng thật sự không đủ cho tiểu hắc sử dụng. Thời gian không ngừng trôi đi. Bởi vì vạn vực thi đấu mà bầu không khí tranh đấu ở các vực cháy hừng hực. Dù sao vạn vực thi đấu lần này khen thưởng cơ hội tiến vào tuyệt hồn thành, vô số thượng cổ thế gia, tông môn lánh đời đều sôi nổi xuất thế, bắt đầu tham dự vạn vực thi đấu, có tông chủ thế lực hàng đầu giới vực trung vĩ độ từng nói qua. Vạn vực thi đấu lần này ngay cả các thế lực đứng đầu như bọn họ cũng không dám nói nắm chắc, rốt cuộc những thượng cổ thế gia, tông môn lánh đời điệu thấp đều có thực lực và nội tình chưa biết sâu cạn bao nhiêu. Đồng thời cũng có người nói, thượng cổ thế gia, tông môn lánh đời xuất thế, thiên kiêu yêu nghiệt hiện thân. Tất cả đều đại biểu cho một thời đại mới sắp mở ra. Ba tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Ở Thiên Kiếm Phong, Hoắc Chính Hành tiến vào tràng tu luyện của Diệp Thu Bạch. Nơi này có kiếm ý cùng với linh khí cực kỳ nồng đậm, nơi thích hợp cho tu luyện kiếm đạo nhất. Hoắc Chính Hành nhìn thấy linh khí dày đặc vờn quanh thân Diệp Thu Bạch. Trong khoảnh khắc đột nhiên trở nên cuồng bạo, hóa thành cuồng phong long quyển, lấy Diệp Thu Bạch làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí trong cả khu vực, đây là dấu hiệu sắp đột phá đợi cho cuồng phong long quyển hoàn toàn hối nhập vào trong cơ thể Diệp Thu Bạch. Cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá tới biến huyết cảnh sơ kỳ, vì cơ sở rất vững chắc nên hắn cũng không cần củng cố cảnh giới vừa mới đột phá, hoắc chính hành cười nói, chúc mừng. Diệp Thu Bạch mở hai mắt, nói, còn phải đa tạ ba tháng qua hoắc tiền bối đã cung cấp tài nguyên tu luyện. Ngươi là kiếm tử thiên kiếm phong, tự nhiên phải đổ tài nguyên cho ngươi rồi. Rất thực tế và cũng rất bình thường ai lại lãng phí tài nguyên trên thân một người trẻ tuổi không có thiên phú chứ? Diệp Thu Bạch nói sang chuyện khác, hoắc tiền bối tới tìm ta có nghĩa là vạn vực thi đấu chuẩn bị bắt đầu rồi đi, ừ, tuyển chọn ban đầu đã kết thúc. hoắc Chính Hành nói, hiện giờ tất cả giới vực đều đã chọn được thế lực đại biểu, chúng ta cũng cần đến vạn vực hoang dã, tiến hành vòng thứ hai. Ngay sau đó hắn liền mang theo Diệp Thu Bạch đi tới vấn kiếm đài của Thiên Kiếm Phong. Nơi này đã có ba người đứng chờ sẵn. Một người trong đó là Trang Tử Đống đã luận bàn với Diệp Thu Bạch. Hoắc Chính Hành nói ở vạn vực thi đấu, mỗi tông môn sẽ phái ra bốn tên đệ tử xuất chiến. Bốn người các ngươi là thiên kiêu đại biểu thiên kiếm phong chúng ta xuất chiến trong vạn vực thi đấu lần này. Được rồi, xuất phát đi. Ở trường sinh giới. Giờ phút này Lục Trường Sinh cũng mở mắt ra. Trải qua mấy tháng suy nghĩ, Lục Trường Sinh tổng kết ra thiên địa quy tắc chi lực mà mình am hiểu sau đó lại dung hợp tất cả, muốn sáng lập ra một công pháp khủng bố có tính kim dung cao. Mấy tháng không ăn không ngủ đối với lục trường sinh mà nói là khổ hình nha, suy nghĩ chẳng phân biệt ngày đêm rồi luân phiên nếm thử. Rốt cuộc hắn nghiên cứu ra công pháp mình cần. Lục trường sinh cười cười lấy giấy bút ra bắt đầu viết vẽ gì đó. Cây liễu cũng tò mò xem. Nàng muốn nhìn xem, trong thời gian mấy tháng lục trường sinh có thể sáng tạo ra công pháp kinh hải thế tục sao, liễu tự như cũng không tin lắm nhưng mà hắn cũng không có thò đầu lại xem dù sao nhìn lén công pháp của người khác chính là chuyện tối kỵ thời gian mấy tháng có thể sáng tạo công pháp mới sao nếu chỉ là công pháp bình thường thì thôi với thực lực sâu không lường được của lục trường sinh sáng tạo mấy công pháp đơn giản còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng mà lục trường sinh muốn sáng tạo công pháp cho chính mình tu luyện công pháp mà bản thân hắn dùng sao cấp bậc có thể thấp chứ có thể không phức tạp thời gian có thể đủ để hoàn thành tiểu thạch đầu cũng tò mò nhìn xem lục trường sinh cũng không có đuổi người trên giấy chỉ viết có hai chữ thái sơ thái sơ sao cây liễu nhìn tiếp kết quả cảm thấy kinh hãi đây là công pháp sáng tạo trong mấy tháng suy nghĩ sao tuy rằng trong phổ phổ thông thông nhưng trên thực tế lại có hạn mức cực kỳ cao cũng có thể nói là không có hạn mức cao nhất không có tầng đỉnh người lĩnh ngộ bao nhiêu thiên địa quy tắc chi lực thì thái sơ này sẽ có uy lực lớn bấy nhiêu hơn nữa còn có một điểm để cho bất kỳ người tu đạo nào biết cũng phải sợ hãi đó đó chính là công pháp này có thể dung hợp tất cả quy tắc chi lực một cách hoàn mỹ chỉ bằng điểm này đã đủ để cho cây liễu kinh ngạc cây liễu đã tồn tại từ khi thiên địa sơ khai ngao du trong vũ trụ mênh mông không biết tồn tại qua bao nhiêu năm tháng cũng kiến thức vũ trụ diệt vong sinh ra diệt vong phồn thịnh lịch duyệt nhiều tới mức không thể diễn tả nhưng mà từ trước nay nàng không có gặp qua một bộ công pháp nào có thể dung hợp tất cả thiên địa quy tắc chi lực một cách hoàn mỹ nhớ kỹ là phải hoàn mỹ sẽ không phát sinh xung đột sẽ không có sự bài xích lẫn nhau sẽ không sinh ra tác dụng phụ sẽ không dẫn đến tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện công pháp tên thái sơ này sẽ là công pháp huyền diệu nhất từ khi vũ trụ khai bắt đầu khai thiên tích địa tới nay ngươi làm như thế nào thấy lục trường sinh buông bút xuống cây liễu lên tiếng hỏi lục trường sinh buông tay cứ như vậy mà làm thôi suy xét mình cần cái gì thiếu cái gì hướng tới phương diện đó bổ túc là được nhưng đúng là rất khó lần này thế mà tốn hết mấy tháng thời gian của ta cây liễu nàng muốn lặp lại một câu mà lục trường sinh từng ngươi không trang bức sẽ chết sao mấy tháng hả mấy tháng liền tạo ra công pháp huyền diệu như thế ngươi còn muốn thế nào nhưng hồi tưởng lại những chuyện kinh thiên động địa mà trước đó lục trường sinh làm ra giống như bố trí cửu u hoàng tuyền đại trận thăng cấp cửu u hoàng tuyền đại trận bày ra đại trận xuyên qua giới vực còn có luyện đan gì đó nữa đều chỉ là tốn mấy ngày mà thôi mấy tháng đối với biến thái không theo lẽ thường như lục trường sinh này mà nói đúng là có chút quá dài lúc này lục trường sinh bỗng nghĩ công pháp đã sáng tạo ra rồi bước tiếp theo là phải xem thử uy lực cùng tính kim dung thiên địa quy tắc chi lực như thế nào hiện giờ vẫn đang còn trên lý luận chưa có kết quả thực tiễn phải tìm ai tới thử đây đột nhiên lục trường sinh quay đầu nhìn về phía liễu tự như đang nhàn rỗi không có việc gì duỗi người bên cạnh nhận ra ánh mắt của lục trường sinh sắc mặt liễu tự như cứng đờ sao làm sao làm sao trong lòng có dự cảm không tốt trên mặt lục trường sinh nở rộ nụ cười hai mắt công thành hai vần trăng non trong Có chút Quỷ dị, tự nhiên là thấy hình như ngươi không có chuyện gì làm, đang rảnh rỗi Nhìn nét cười quỷ dị của lục trường sinh, toàn thân liễu tự như rung lên, mồ hôi lạnh thấm ướt tấm lưng Ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn chưa có bắt đầu tu luyện Giống như tới biên giới đột phá rồi cho nên phải nhanh chóng đi bế quan Nói xong thì lòng bàn chân giống như có bôi thêm mỡ vội vàng chạy nhưng mà lục trường sinh há có thể dễ dàng cho liễu tự như chạy thoát lập tức giơ tay phải thò về hướng liễu tự như năm ngón tay khép lại tức khắc không gian quanh thân liễu tự như bắt đầu điên cuồng đè ép hình thành một cái lồng giam liễu tự như bị vây ở trong đó còn liễu tự như ra sao ngay cả phản kháng cũng không muốn nghĩ tới trong đầu xuất hiện một suy nghĩ cũng là suy nghĩ cuối cùng xong đời rồi sau đó liền bị lục trường sinh bắt trở về lúc này cây liễu bỗng lên tiếng hắn không chịu được dù cho ngươi có thu lực e là hắn không chết cũng trọng thương huống hồ công pháp mới vừa sáng tạo, ngươi cũng khống chế được lực độ công kích. Liễu tự như vừa nghe cây liễu nói liền muốn khóc quà. Chuyện gì đây nha, chỉ trong mấy tháng mà đã nghiên cứu ra công pháp mới. Công pháp gì mà ngay cả thu lực mà hắn cũng có thể chịu được, lời này quá sỉ nhục người ta mà, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng liễu tự như vẫn hoàn toàn tin tưởng cây liễu. Lăn lộn ở trong thảo đường đã một thời gian. Chỉ có hai tồn tại khiến hắn không cách nào thấu. Thứ nhất chính là lục trường sinh. Thứ hai đó là cây liễu. Còn chim nhỏ, dù cho có được huyết mạch thần hoàng. Tuy rằng thực lực của liễu tự như không bằng nhưng vẫn có thể cảm nhận được rốt cuộc nàng cường đại đến mức nào, trên lệch lớn bao nhiêu, lời cây liễu nói hoàn toàn có lý. Lục trường sinh nghe xong liền thả liễu tự như xuống. Sau đó ghét bỏ nhìn thoáng qua rồi nói, chăm chỉ tu luyện đi, cái bao cát như ngươi thế mà không theo kịp tiến độ luyện quyền của ta liễu tự như thật sự muốn khóc quá khi dễ người lục trường sinh có chút buồn rầu rốt cuộc nên tìm ai thử công pháp đây thực lực của người tu đạo ở giới vực vĩ độ thấp hắn đã sớm đã thăm dò rõ ràng hoàn toàn không có ai bằng liễu tự như dù là giới vực trung vĩ độ cũng như thế miễn bàn tới chuyện có người có thể làm bao cát cho hắn còn ở giới vực vĩ độ cao bản thân hắn còn không rõ có bí mật nào ẩn giấu không có hay thế gia hay tông môn lánh đời linh tinh gì đó không? Cho nên thôi. Lúc này, cây liễu nói, nếu không, ta giúp ngươi thử đi, đúng lúc nàng cũng muốn thử xem môn công pháp tên, Thái Sơ. Công pháp có thể khiến nàng cảm thấy khiếp sợ rốt cuộc có uy lực lớn thế nào trong tay lục trường sinh. Tăng phúc bao nhiêu phần, lục trường sinh vừa nghe xong, hai mắt tức khắc sáng lên. Vậy thử thôi, nói xong. Cành liễu chung quanh cây liễu không gió mà lay động, giống như tóc của ma đầu bay phất phới mỗi một cây cành liễu thậm chí lá liễu trên cành đều tản ra lực lượng chân lý trong phiến thiên địa này liễu tự như nhìn thấy một màn này mà sắc mặt ngưng trọng hăng chưa bao giờ gặp qua của lực lượng thế này dù ở trên người lục trường sinh cũng không có loại này lực lượng này giống như là bắt nguồn từ vũ trụ không có thể nói chính là của lực lượng này thúc đẩy vũ trụ hình thành lục trường sinh thấy thế nắm chặt bàn tay tức khách có một thanh kiếm do kiếm chi đạo tắc hóa thành một xuất hiện trong tay lục trường sinh đồng thời theo lục trường sinh thúc giục công pháp thái sơ bên trong kinh mạch và đan điền hắn có các loại thiên địa quy tắc chi lực đồng thời bùng nổ sau đó đều bao phủ lấy thanh kiếm ánh sáng đủ màu sắc từ trường kiếm phát ra nhìn thoáng qua thì không có gì ghê gớm nhưng mà chỉ cần tiếp cận liền có thể phát hiện trong phạm vi mười dặm quanh lục trường sinh không gian đang không ngừng bị chia cắt từng sợi không gian chi lực từ những cái khe rất nhỏ thẩm thấu ra nhưng nếu chỉ là như vậy thì lại căn bản không cách nào thể hiện ra chỗ huyền diệu của công pháp thái sơ này sự chú ý của cây liễu vẫn luôn dừng trên thanh trường kiếm trong tay lục trường sinh thanh trường kiếm này được ngưng tụ và áp suất tới mức cực hạn các loại thiên địa quy tắc chi lực ngưng tụ diễn hóa thành một lực lượng mới loại lực lượng mới không biết tên giống như lực lượng hỗn độn có tính hủy diệt rất lớn điều này khiến cây liễu cũng không thể không cảm thấy ngưng trọng. Chỉ thấy cành liễu chung quanh đều bắn về phía lục trường sinh trong khoảnh khắc này. Giống như vạn tiễn cùng phát, mỗi một cành liễu đều xuyên thấu không gian. Thế mà sinh chi ý cành liễu mang theo lại tu bổ không gian trong nháy mắt. Có vẻ cực kỳ mâu thuẫn nhưng lực phá hoại lại khiến cho người ta phải cực kỳ sợ hãi, liễu tự như lập tức ôm lấy tiểu thạch đầu nhảy dựng lên, trực tiếp thoát khỏi ngọn núi thảo đường, sắc mặt ngưng trọng, đứng ở xa xa nhìn cảnh tượng chiến đấu cốt dực xà hổ cũng bừng tỉnh trong nháy mắt kêu ô ô một tiếng rồi vung cánh lớn bay xa lúc này lục trường sinh cũng ra tay trường kiếm do kiếm chi đạo tắt ngưng tụ thành được nâng qua đỉnh đầu giờ khắc này sắc mặt lục trường sinh bình đạm ánh mắt u tĩnh, trong miệng quát nhẹ thái sơ vạn vật tịch diệt tiếng nói giống như lôi âm vang vọng khắp toàn bộ trường sinh giới chém ra một kiếm khiến cả trường sinh giới chấn động nếu không phải lục trường sinh và cây liễu tăng cường không gian của trường sinh giới e là nơi đây đã sớm sụp đổ mặt đất bắt đầu nứt toạt gập gập ghềnh ghềnh tầng mây trên bầu trời vốn che đậy toàn bộ trường sinh giới lại tan đi trong nháy mắt lộ ra một chút ánh sáng ánh mặt trời lại không cách nào trực tiếp chiếu rọi xuống đại địa đã nứt toạt toàn bộ trường sinh giới phần lớn là cách mảnh ruộng ngập nước bởi vì lục trường sinh dựa theo địa cầu mà cấu trúc giới này hiện giờ bên trong biển đã có rất nhiều hải thú được sinh ra cùng với các sinh vật bình thường cổ lực lượng tịch diệt lan rộng khiến mặt biển nổi sóng kinh thiên sóng lớn giống như núi non liên miên không ngừng quét đến những cánh rừng rộng liễu tự như lập tức ra tay chống đỡ nhưng mà lại có chút miễn cưỡng dù sao toàn bộ trường sinh giới đều bị cổ lực lượng này tác động huống hồ hiện giờ cây liễu cùng với lục trường sinh đang phóng thích lực lượng dư ba có uy lực quá lớn khiến liễu tự như cũng bị ảnh hưởng khó phát huy sức mạnh hai bên còn chưa va chạm mà đã tạo ra uy thế bực này, liễu tự như cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây là uy lực mà công pháp sáng tạo trong thời gian mấy tháng có thể mang đến sao, đùa cái gì vậy? Bên kia, lục trường sinh chém ra một kiếm trong bình thường. Mọi âm thanh chung quanh như bị diệt sạch trong khoảnh khắc này. Không hề có một chút âm thanh nào nữa. Không gian vẫn còn rách nát như cũ. Trời đất đang quay cuồng. Quỷ dị dị thường, vô số cành liễu cũng đã tới gần lục trường sinh sau đó va chạm với một kiếm của lục trường sinh ầm thiên lôi cuồn cuộn không trung giống như phân liệt thành hai nữa đại địa cũng liên tục xuất hiện từng cái khe thật lớn kéo dài dài vô số đàn thú phát ra tiếng gầm rú chạy tán loạn lục trường sinh thấy thế vương một bàn tay ép xuống ngay lập tức mặt đất ở trường sinh giới nhanh chóng trở lại hình dạng nguyên vẹn như lúc ban đầu không gian cũng đang chậm rãi khôi phục. Lòng cây liễu hơi ngưng trọng. Thời điểm giao thủ với nàng còn có thể phân tâm mà tái cấu trúc thế giới sao, vậy xem ra lục trường sinh còn không có toàn lực ra tay, trái lại từng cành liễu cũng không ngừng bị kiếm của lục trường sinh chặt đứt, thậm chí còn khi còn chưa chạm vào thân kiếm thì đã bị lực lượng ngưng tụ từ nhiều loại thiên địa quy tắc phá nát, cây liễu thấy cảnh này đột nhiên có ý tưởng mới. Có nên tăng thêm 2-3 phần lực lượng hay không, Nhìn xem Lục Trường Sinh ra tay toàn lực có thể đạt tới trình độ nào, nhưng mà khi cây Liễu vừa định ra tay thì Lục Trường Sinh đột nhiên thu kiếm lại. Hái sơ chi lực cũng nhanh chóng tiêu tán trong khoảnh khắc. Cây Liễu cũng chỉ có thể lập tức dừng lại thế công. Lục Trường Sinh phất phất tay, cười nói, "Được rồi, không cần đánh nữa, công pháp nghiên cứu rất thành công, lại đánh tiếp thì Trường Sinh giới của ta sẽ biến mất đó." Nghe vậy, cây Liễu đành tiếc núi từ bỏ nhưng trong lòng nàng vẫn tò mò sự tò mò hằng sâu trước cuộc lục trường sinh toàn lực ra tay thực lực sẽ đạt tới trình độ nào đây so với nàng toàn lực sẽ chênh lệch thế nào hoặc là ngang nhau sao còn lục trường sinh thì không nghĩ nhiều như vậy hắn đang ngồi suy nghĩ hình như không gian ở trường sinh giới có chút yếu nha lỡ như có một tên địch nhân mà mạnh hơn bọn hắn chẳng phải đối phương chỉ cần vỗ một cái liền vỗ nát trường sinh giới sao không được phải tăng cường thêm một chút. Nếu để cây liễu biết được chuyện lục trường sinh đang suy nghĩ, e là nàng sẽ cạn lời. Lão nhân gia ngài yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có tình huống này phát sinh, dù cho có cường giả cung cấp với hai bọn họ hai thì đối phương cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này làm gì. Vạn vực hoang dã là một nơi có linh khí cực kỳ dư thừa. Trông có vẻ rất thích hợp cho người tu đạo tu luyện. Nhưng mà nơi đây lại không có bất kỳ một tông môn hay thế gia nào tọa lạc. Bởi vì ở chỗ này không hề có tài nguyên gì, có cũng chỉ là linh khí. Không có tài nguyên. Tông môn thế gia, thậm chí còn là tán tu ngày thường cũng không lui tới nơi này. Đây cũng là nguyên nhân bị gọi là vạn vực hoang dã. Mà mỗi một lần tổ chức vạn vực thi đấu thì địa điểm tập trung đều là vạn vực hoang dã. Trải qua kết đấu thứ nhất xong, mỗi một giới vực tham gia đều chọn ra tông môn thế gia mạnh nhất tiến đến nơi này tham dự. Lần này có vô số thế lực tham gia, có người đã làm thống kê thử. Ước chừng gấp 8-9 lần mấy đợt vạn vực thi đấu trước, mục tiêu của các thế lực đều giống như nhau. Đó chính là tiến vào ba vị trí đầu, có danh ngạch tiến vào tuyệt hồn thành, phía đông vạn vực hoang dã có một phủ đệ. Phủ đệ cực kỳ đẹp đẽ nguy nga, nơi chốn đều tràn ngập hơi thở phù triện bảo hộ chung quanh tòa phủ đệ này không có tông môn hay thế gia nào khác tọa lạc bởi vì chủ nhân của phủ đệ chính là thánh phù tông thánh phù tông chính là thế lực đứng đầu giới vực trung vĩ độ ở hậu viện trung tông chủ thánh phù tông nhìn bốn người trước mắt là lãnh ngâm thu ninh tập thẩm tử ngọc cùng với một phù sinh một phù sinh vốn dĩ có chút do dự nhưng mà sau khi nghe được đại biểu các giới vực khác sẽ đến tham dự đại sư huynh liền ở thiên kiếm phong. Còn tiểu hắc sư huynh thì đi tiên viên thôn. Nói vậy mấy người đại sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng chính là nghĩ tới điểm này nên cuối cùng một phù sinh mới quyết định mạo hiểm tới tham gia. Vậy mới có thể giúp đỡ sư tôn nhìn chầm chầm hai người đại sư huynh. Phải biết rằng đại sư huynh cùng với tiểu hắc sư huynh chính là hai người có thể gây chuyện nhất trong thảo đường một phù sinh không muốn thời điểm trở về mang theo một đám kẻ thù sau mông đi gặp sư tôn. Nếu thực sự có thời điểm đó, nghĩ đến phía sau có một đống kẻ thù đuổi theo bọn họ kêu đánh kêu giết. Sau đó bọn họ vừa chạy vừa hô to sư tôn cứu mạng, tưởng tượng đến cảnh tượng này. Một phù sinh cảm thấy đầu ván mắt hoa. Lúc này, tông chủ nói, bốn người các ngươi liền đại biểu thánh phù tông tham dự vạn vực thi đấu lần này. Nhớ lấy, Vạn vực thi đấu không giống như phù sư so đấu ở Thánh Phù Tông chúng ta, các ngươi cũng nên rõ ràng, năng lực thực chiến của phù sư vẫn luôn yếu hơn vài phần so với người tu đạo khác. Tuy rằng chúng ta là thế lực đứng đầu thế lực nhưng xếp hạng ở các lần vạn vực thi đấu vẫn luôn không cách nào tiến vào năm vị trí đầu. Lần này khe thưởng cho ba vị trí đầu các ngươi cũng biết rồi, cho nên không chỉ là vì tông môn mà cũng là vì tương lai của bản thân các ngươi, phải ra sức cho ta, nếu tiến vào ba vị trí đầu đến lúc đó không chỉ có thể tiến vào tuyệt hồn thành tông môn cũng sẽ khen thưởng cho các ngươi cực kỳ phong phú ba người lãnh ngâm thu nghiêm túc đáp đã rõ ngay sau đó tông chủ nhìn về phía một phù sinh đang có vẻ cạn lời bên cạnh cũng không có tức giận mà chỉ nhẹ giọng nói phù sinh lần này do ngươi dẫn đội a à, cái gì một phù sinh kinh ngạc chỉ chỉ mình sau đó vội vàng lắc đầu nói tông chủ ta không thể dẫn đội được ta quá yếu để lãnh huynh làm đi, ba người lãnh ngâm thu. Ngươi quá yếu, tông chủ cũng nhớ tới lời mấy vị thái thượng trưởng lão nói. Một phù sinh này có thên phú và thực lực cực kỳ yêu nghiệt nhưng lại quá mức cẩn thận, cho nên ngươi cần phải cường thế chút, bắt hắn dẫn đội. Nghĩ đến đây. Tông chủ nghiêm túc, thấp giọng quát, không có thương lượng gì hết. Một phù sinh, ngươi làm người dẫn đội, một phù sinh. Làm gì nha? có biến ná bắn chim đầu đàn hay không nha? Vạn vực thi đấu Các tông môn tụ tập đều là vì tuyệt hồn thành cực kỳ thần bí mà tràn ngập kỳ ngộ kia. Các tông môn, thế gia lánh đời đều sôi nổi xuất thế. Lần vạn vực thi đấu này vô cùng có khả năng đánh vỡ cách cục hiện tại của giới vực trung vĩ độ. Dù sao tông môn ở giới vực trung vĩ độ xếp hạng ở trình độ nhất định có quan hệ với vạn vực thi đấu. Ở phủ đệ thiên kiếm phong Tông chủ hoắc chính hành giảng quy cũ của vòng hai vạn vực thi đấu một lần. Vòng thứ hai có thể nói là cá nhân chiến. Buổi trưa sẽ tiến hành rút thăm, rút được thế lực của một giới vực nào đó thì sẽ tiến hành luận bàn cá nhân với người bên đối phương, người thắng sẽ có tích phân. Toàn thắng mà nói thì càng có nhiều tích phân cộng thêm. Mấy người dịp thu bạch và trang tử đóng gật gật đầu. Hoắc chính hành tiếp tục nói, sau đó 10 thế lực có tích phân cao nhất sẽ tiến hành vòng thứ ba, cũng chính là một vòng cuối cùng, đoàn thể chiến. Ý nghĩa như tên, đoàn thể chiến do bốn người các ngươi tiến hành giao phong cùng bốn người bên đối phương bốn người tiến hành giao phong, người thắng liền có thể đạt được càng nhiều tích phân, cho đến khi mười thế lực đều thủ xong sẽ thống kê tích phân cuối cùng. Nếu muốn tiến vào tuyệt hồn thành thì tích phân của thiên kiếm phong chống ta nhất định phải tiến vào ba vị trí đầu mới có thể. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch âm thầm gật đầu. Nếu như vậy thì đúng là có thể rút ngắn thời gian thi đấu rất nhiều. Nếu không, giới vực trung vĩ độ quá nhiều thế lực, từng thế lực nối tiếp nhau e là không tốn thời gian mấy tháng thật sự không thể kết thúc. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi dạo đi, nhưng là phải tránh tùy tiện tiến vào lãnh địa của thế lực khác, dù sao có vài tông môn có tính tình cổ quái. Ta đi rút thăm trước. Phân phó xong rồi Hoắc Chính Hành liền biến mất tại chỗ diệp thu bạch vốn muốn củng cố hỗn nguyên kiếm pháp thì bỗng nghe trang tử đóng bên cạnh đột nhiên nói diệp huynh chúng ta có đi ra ngoài một chút không một tên nam tử khác cũng chính là đệ tử thân truyền của tông chủ tên là sở lam cười nói cũng không cần tu luyện suốt nha ngày mai đã bắt đầu rồi hiện tại chúng ta ra ngoài đi dạo thả lỏng tâm cảnh cũng có thể xem xem rốt cuộc những thế lực khác ra làm sao một người còn lại chính là đệ tử nội môn của thiên kiếm phong ban đầu cảnh giới và thực lực cũng không có gì đặc biệt Thế mà lúc thiên kiếm phong tuyển chọn lại đánh bại vài tên đệ tử thân truyền, bắt được danh ngạch thứ tư. Tên là Trì Bỉnh. Trì Bỉnh trầm mặt ít lời, trong mấy ngày qua mấy người trang tử đóng cũng cảm thấy quen. Diệp Thu Bạch nghe hai người nói cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy theo các ngươi thôi. Vạn vực hoang dã không có thành trì, không có thế lực tọa lạc. Có chỉ là một bình nguyên rộng lớn, trên bình nguyên không hề có chút màu xanh nào điểm xuyết các vàng khắp nơi. Gió nhẹ nhàng thổi qua là có thể mang theo các vàng vương vãi khắp nơi. Nhưng mà bên trong các vàng lại ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm. Trước kia có vô số thế lực cảm thấy có lẽ trong các có thiên tài địa bảo gì đó. Sau khi bọn họ liên tục dò xét nhưng lại không thể dò xét được cái gì, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhận định nơi này không có bất kỳ tài nguyên nào. Nếu như không có vạn vực thi đấu, e là nơi đây cũng chẳng có nổi một tòa phủ đệ. Bốn người Diệp Thu Bạch rời khỏi phủ đệ thiên kiếm phong, bên ngoài có không ít người đến bắt chuyện. Nhìn thoáng qua có thể phát hiện cảnh giới của phần lớn người đều không thấp, biến huyết cảnh sơ kỳ như Diệp Thu Bạch cũng chỉ có thể tính là bình thường. Chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao người tu đạo ở chỗ này đều là thiên kiêu thuộc thế lực đứng đầu một giới vực. Sao lại không chút thực lực chứ? Trang tử đóng cảm khái nói đúng thật là thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân nha. Sở Lam không tỏ ý kiến, sắc mặt hơi ngưng trọng, lần này chúng ta sẽ gặp chút khó khăn, huống hồ còn có mấy thế lực đứng đầu. Trì Bỉnh không nói gì, chỉ là trong mắt ẩn ẩn có chiến ý bốc lên, Diệp Thu Bạch có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, có thể phát giác hơi thở lưu động. Nhẹ nhàng liếc nhìn Trì Bỉnh, thầm nghĩ Trì Bỉnh này không đơn giản. Ngay lúc này đột nhiên có một giọng nữ dễ nghe truyền tới, "A, à, Diệp sư đệ, Diệp Thu Bạch hơi sửng sốt. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, quay đầu lại nhìn, hắn không khỏi cười nói, chim sư tỷ. Sở Lam hơi hơi kinh ngạc. Diệp Huynh, nhận thức sao? Diệp Thu Bạch gật đầu nói, nhận thức, trước kia từng ở hãng hải tinh vực một thời gian, khi đó gia nhập lạc nhạn tông, chim chỉ là sư tỷ của ta ở hận thiên phong. Hãng hải tinh vực, mấy người sửng sốt. Bọn họ không biết cũng bình thường. Bởi vì giới vực trung vĩ độ quá lớn, chim chỉ bước nhanh tới cười nói ta đoán là ngươi sẽ tới như thế nào lần này đại biểu thế lực nào tham chiến dịp thu bạch cười nói thiên kiếm phong thiên kiếm phong chim chỉ kinh hãi tuy rằng thiên kiếm phong là thế lực nhị lưu hàng đầu nhưng lại là nơi có nhiều kiếm tu mạnh nhất giới vực trung vĩ độ lúc này lại có thêm một nữ tử đi tới cạnh chim chỉ cười hỏi dịp sư đệ tử tình đâu là hứa thi ở cùng mộ tử tình ở giao quan phong khi đó cũng rất chiếu cố nàng. Diệp Thu Bạch cảm kích từ tận đáy lòng. Tử tình có chút việc. Diệp Huynh, nếu lần này ngươi dẫn đội lạc nhạn tông chúng ta mà nói, e là thứ tự còn có thể tăng lên một cấp bậc. Thánh tử Lăng Tiêu Phong kỹ luyện tiến lên cười nói. Một người khác là thánh tử Hổ Nguyên Phong. Diệp Thu Bạch cười cười nói là nhạn tông chủ dẫn đội sao, chim chỉ lắc đầu nói không phải nha, là thôi lão đích thân tới, đến lúc đó ta phải đi bái phỏng một chút. Hứa thi cười lắc đầu, thôi lão đi rút thăm, tự nhiên ngày mai ngươi sẽ nhìn thấy. Lúc này, trì bỉnh đứng phía sau đám người Diệp Thu Bạch đột nhiên nói, không phải hãng hải tông mới là thế lực mạnh nhất hãng hải tinh vực sao, Diệp Thu Bạch xoay đầu, có chút kinh ngạc. Trì bỉnh này biết đến không ít chuyện nha. Kỷ luyện thì mỉm cười giải thích, đó là trước kia, hiện giờ hãng hải tông đã bị hủy diệt dưới sự trợ giúp của sư đệ Diệp Huynh nếu không thì lần vạn vực thi đấu này cũng không tới phiên lạc nhạn tông. Được rồi, nếu lần này ngươi đại biểu thiên kiếm phong, chúng ta đây vẫn ít nói chút đi. Chim chỉ bướng bỉnh chớp chớp mắt, nói đến lúc đó rút trúng thì ngươi có thể nhường ta, Diệp Thu Bạch cười nói yên tâm, nhất định nhường ngươi, nếu không thì chuyện lần trước. Nói tới đây, Diệp Thu Bạch đột nhiên ngừng. Ngựa ngùng gãi gãi đầu. Mặt chim chỉ bỗng đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu Bạch, dậm dậm chân xoay người rời đi, hoặc có thể nói là chạy đi, nàng làm sao vậy, kỷ luyện có chút sững sờ. Diệp Thu Bạch vừa định nói gì lại thấy chim chỉ đột nhiên quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm mình. Thấy thế vội vàng xua tay nói, không có gì không có gì. Chính là nhìn thứ không nên nhìn mà thôi. Đợi cho đám người Lạc Nhạn Tông đi rồi, Diệp Thu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhẹ nhàng cười. Lạc Nhạn Tông cũng tới như vậy hẳn là mấy thế lực trước kia buông xuống vô biên giới vực cũng tới đi, cũng đến thời điểm nên tính toán nợ cũ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.